Văn Tư Nguyệt một lát sau mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, có chút lật đật bước theo. Lệ tiền bối chậm đã, Phạm Phu Nhân thần sắc khẽ động, mở miệng hô. Điều này làm cho Hàn Lập nhất thời dừng chân, trên mặt hiện lên một tia khác lạ, xoay người lại. Nữ tử này còn có can đảm gọi mình lại, điều này làm cho Hàn Lập có chút cảm thấy hứng thú nhưng Văn Tư Nguyệt lại có chút khẩn trương, không tự chủ được mà bước đến nép sát bên người Hàn Lập. Chuyện gì, Hàn Lập nhíu mày, bình tĩnh hỏi, tiền bối có muốn quay về nội tinh hải không? Diệu âm môn chúng ta có biện pháp giúp cho chư vị đạo hữu có thể trở lại nội tinh hải. Phạm phu nhân yêu kiều vừa cười vừa nói, khẩu khí rõ ràng cung kính hơn rất nhiều. Đối mặt với nhân vật có đến 89 phần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nàng cũng không dám có chút chậm trễ. Lời này là có ý tứ gì? Hàn lập nhướng mày hỏi, hắn đối với kiểu nói không đầu không đuôi này thực sự không muốn nghe. Phạm phu nhân nhìn ra Hàn lập có vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám vòng vo nữa, vội vàng nói diệu âm môn chúng ta đang chuẩn bị đưa một số quay về nội tinh hải thông qua truyền tống trận hôm nay lại thiếu một ít tài liệu mấu chốt không có cách nào hoàn thành cho nên trong lần trao đổi này thiếp thân kỳ thật muốn nhờ chư vị đạo hữu tìm kiếm giúp những thứ đó sau khi bổn môn hoàn thành truyền tống trận diệu âm môn sẽ truyền tống miễn phí giúp mọi người quay về nội tinh hải phạm phu nhân vừa nói ra lời này làm cho các tu sĩ kết đan kỳ một trận giao động đại bộ phận mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn hiện nay ngoại tinh hải đã trở thành thiên hạ của yêu thú cho dù bọn hắn cũng cảm giác không thể ở lại lâu dài tự nhiên sớm có ý nghĩ muốn trở về chỉ là không có truyền tống trận nếu chỉ dựa vào chính mình phi hành mà nói sợ rằng ít nhất phải mất năm đến sau năm mới có thể bay trở về nội tinh hải càng không nói trên đường đi có thể đối đầu với nhiều việc nguy hiểm cho nên bọn họ mới lưu lại nơi đây đến nay có truyền tống trận nhưng không có truyền tống phù cũng không được Đừng nói với chúng ta là Diệu Âm môn các người cũng nắm giữ phương pháp luyện chế truyền tống phù nhé." Lão phụ nhân tóc bạc sau khi nghe xong, lạnh giọng hỏi. "Thanh tiền bối không cần lo lắng về vấn đề này, mặc dù Diệu Âm môn chúng ta sẽ không luyện chế truyền tống phù, nhưng trước khi cơn thú chiều xảy ra, bổn môn sớm từ con đường khác, vụng trộm mua được một ít truyền tống phù. Số lượng dư sức truyền tống các đạo hữu đang ngồi đây quay về nội tinh hải. Chỉ là tài liệu trọng yếu nhất của pháp trận này là Nguyễn mộng thạch, thật sự rất thưa thớt." Chúng ta trải qua mấy năm nay dò xét sản sinh loại đá đó nhưng lại có một đám yêu thú cấp cao sinh sống ở phụ cận. Nơi đó yêu thú cấp bậc chủ yếu là cấp 5, 6, số lượng cũng không ít. Căn bản không phải số ít tu sĩ là có thể tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa vạn nhất hành động sơ sót khiến một số con đào tẩu dẫn đến sự kinh động của yêu thú cấp cao thì chuyện này hỏng bét. Cho nên bổn môn mới muốn chư vị trợ lực, Phạm Phu Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe xong những lời này, mọi người khác đều trầm ngâm suy nghĩ muốn thanh trừ lũ yêu thú cấp cao kia thực không phải đơn giản. Dĩ nhiên bọn họ phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, chúng ta ở đây chủ yếu là tu sĩ kết đan kỳ, vì sao các ngươi không đi mời một vị nguyên anh kỳ tiền bối xuất thủ thì khả năng thành công lớn hơn một chút. Hắc tu sĩ trầm ngâm trong chốc lát sau đó chậm rãi hỏi. Mấy vị đạo hữu tưởng rằng thiếp thân không có đi tìm sao. Nhưng các lão tiền bối đó từ sau thú triều đại bộ phận đều ở nơi nào không rõ. Thiếp thân cũng chỉ liên lạc được một vị là diệu hạc tiền bối mà thôi nếu có vị tiền bối này tham gia, ta mới có thể ứng phó được yêu thú cấp 7 trong đám kia. Mà tư nguyệt cô nương này chính là người mà vị tiền bối đó chỉ rõ là muốn dùng làm lô đỉnh. Phạm phu nhân cười khổ nói, sau đó bất đắc dĩ nhìn hàn lập bên này liếc mắt một cái. Những người khác nghe đến đó, đều quay mặt nhìn nhau. Hàn lập nghe đến đó thì sờ sờ cầm, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Nhưng lập tức, hắn ngắn gọn nói, lệ mỗ không có hứng thú tham dự việc này, chứ vị đạo hữu tự mình hành động đi. Sau khi nói xong, hắn liền thản nhiên đi ra đại môn. Phan Tư Nguyệt không dám rời xa, từng bước theo sát đi ra ngoài. Không ai dám cản trở Hàn Lập, trong đại sảnh lưu lại một đám tu sĩ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Phạm Phu Nhân không che giấu vẻ thất vọng nhưng Vân Thiên Khiếu vẫn đang trầm mặc kia lại mở miệng nói. Nếu lệ đạo hữu không muốn tương trợ, bổn môn cũng không muốn cưỡng cầu. Các vị đạo hiếu, trước tiên ta muốn giới thiệu chút ít tình huống về yêu thú phụ cận huyễn mộng thạch, sau đó chưa vị đạo hữu tự mình phán đoán kỹ càng hơn nơi đó việc Hàn lập trước đây đánh hắn bị thương nặng phảng phất như chưa bao giờ phát sinh Vân Thiên khiếu bình tĩnh thao thao bất tuyệt đứng lên nói Nội Tinh Hải Phan Tư Nguyệt phía sau Hàn lập thì thầm nói sao người cũng muốn trở về Hàn lập cũng không quay đầu lại hờ hững hỏi cũng không phải chỉ là Phan Tư Nguyệt thanh âm nhỏ xuống mấy lời cuối cùng cũng không nói ra miệng lúc này hàn lập đã mang theo nàng ra khỏi vách núi đá nhìn như bình thường kia không nói không rằng bay thẳng lên nếu mục đích chuyến đi này đã đạt được hắn tự nhiên cũng không có hứng thú ở lại nơi này hàn lập mang theo văn tư nguyệt trước ánh mắt kinh ngạc của lão nhân trông cửa biến thành một đạo hào quang phá không mà đi trên đường đi văn tư nguyệt trầm mặc không nói gì cũng chẳng hỏi hàn lập đi đâu tựa hồ đem hết thảy mọi việc giao phó cho hàn lập mà hàn lập cũng không ý tứ phân bua giải thích, đồng dạng không nói một lời, nhanh chóng phi hành. Kết quả hai ngày sau, Hàn Lập rút cuộc tìm được một hoang đảo linh khí thưa thớt, sau đó hạ xuống. chương 538, thị thiếp chi ngôn, trên đảo có vài ngọn núi lớn rộng mấy trăm trượng, cây cối xanh um tươi tốt. Sau khi Hàn Lập bay một vòng quanh các đỉnh núi, liền mang theo văn tư nguyệt hạ xuống tại chân núi của một trong những ngọn núi đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, Hàn Lập phóng suốt phi kiếm, sau mấy canh giờ ngay tại dưới ngọn núi này đã mở ra một cái động phủ nhỏ động phủ này không chỉ nhỏ bằng một nửa động phủ vụ hải hơn nữa cấu trúc cũng đơn giản hơn nhiều nhưng những phòng cần phải có như phòng ngủ mật thất thậm chí phòng luyện khí và dược viên đều đầy đủ hàn lập nhìn một lúc cảm thấy khá hài lòng sau đó liền tại lối vào bố trí mấy trận pháp mang theo văn tư nguyệt đi vào bên trong sau này ngươi ở đây là được ta sẽ đem khẩu quyết trận pháp tại động khẩu nói cho ngươi nơi đây xem như an tĩnh ngươi có thể ở đây tập trung tu luyện, hẳn là có khả năng tiến vào kết đan kỳ hàn lập mang theo văn tư nguyệt tiến vào phòng ngủ, ngồi ở chiếc ghế tựa bằng đá vừa được vội vàng tạo ra, cẩn thận đánh giá nữ tử này một lúc rồi mới chậm rãi nói. Đa tạ lệ tiền bối văn tư nguyệt thấy hàn lập nhìn mình chăm chú, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng nói, bộ dáng có chút luống cuống. Lệ tiền bối, hàn lập cười rộ lên, xin lỗi, vãn bối nên xưng hô, văn tư nguyệt vội vàng cúi thấp đầu xuống, trên ma hiện ra vẻ trù trừ nàng quả thật không biết sau khi đã trở thành thiếp của người này thì nên xưng hô đối phương như thế nào. Nàng gọi ta lệ tiên sinh là được hàn lập vân về cái mũi, đạm nhiên nói. Hắn vẫn không hề bộc lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt Phan Tư Nguyệt, vẫn lấy hình tượng là một người trung niên nói chuyện. Vâng, lệ tiên sinh, Phan Tư Nguyệt trần chờ một lúc rồi nhu thuận đáp lời. Hàn lập hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ một chút lời sắp nói, sau đó mới hỏi. Phan Đạo Hữu đến ngoại tinh hải thời gian nào? Phạm phu nhân thế nào mà trở thành trưởng môn diệu âm môn? Theo ta được biết tử linh tiên tử vẫn một mực đứng đầu diệu âm môn mà. Di, tiên sinh đối với sự tình trước đây của bổn môn rất rõ ràng ha. Phan Tư Nguyệt thấy Hàn Lập không vội vàng hỏi chuyện xào huyệt yêu thú, ngược lại hỏi chuyện diệu âm môn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau khi ngẫm lại một chút, đôi môi anh đào khẽ động nói. Trước khi diệu âm môn chuyển đến ngoại tinh hải, hết thảy chuyện trong môn phái đều do thiếu môn chủ làm chủ nhưng sau khi thiếu môn chủ đi hư thiên điện tìm bảo vơ thì bổn môn đã phát sinh một hồi kinh biến lúc thiếp trở lại trong môn chắc hữu sứ đã không biết tung tích nơi đâu đại quyền trong môn đã rơi vào tay phạm tả sứ và một người lạ sau đó thiếp mới biết được bọn chúng là tu sĩ ma đạo và diệu âm môn đã phụ thuộc vào ma đạo rồi phạm tả sứ lúc này tự mình làm trưởng môn triệu tập rất nhiều đệ tử mang chúng ta thông qua truyền tống trận ở thiên tinh thành để đến nơi này thiếp thân lúc đấy bị bắt ép đi theo sau đó môn phái tại chỗ này thành lập một bí thị và kéo dài cho đến bây giờ, trong hàng đệ tử những người hai lòng mấy năm nay đều thất tung hoặc bị tặng cho các tu sĩ khác. Đa số đã tan như mây khói, chính thiếp thân nếu như hôm nay không được tiên sinh cứu giúp chỉ sợ không tránh việc phải làm lô đỉnh của người khác. Văn Tư Nguyệt có chút buồn bã nói, vị pha môn chủ này của các ngươi đến ngoại tinh hải làm gì? Chắc sẽ không vì chuyện mở một bí thị mà đến đây chứ. Hàn lập thần sắc khẽ động hỏi. Cái này, thiếp thân cũng không rõ ràng. Cất quá phạm tả sứ và tu sĩ mà đạo họ vân kia, một mực mượn bí thị thu thập các loại các dạng tình báo, hình như đang tìm đồ vật gì đó. Văn Tư Nguyệt có chút không chắc chắn trả lời, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nghe đến đây Hàn Lập ngừng hỏi, trong lòng giật mình đánh giá một chút. Nghe lời nói của Văn Tư Nguyệt thì tựa hồ ngay sau khi nàng được mình cứu thì phát sinh chuyện diệu âm môn phản loạn. Đó chính là lúc tử linh tiên tử cùng mình bị vây khốn trong hư thiên điện. Mà Phạm Phu Nhân sau khi đoạt được quyền lợi lớn nhất, liền lập tức mang theo rất nhiều đệ tử truyền thống đến kỳ huyên đảo. Nghịch tinh minh sau đó mới phát động tấn công thiên tinh thành. Xem ra cho dù thế lực ma đạo nào mưu đồ diệu âm môn thì vẫn hiển nhiên địa vị tại nghịch tinh minh cũng không nhỏ. Nếu không thời gian cũng chẳng phù hợp đến như thế. Đợi lúc tử linh tiên tử từ hư thiên điện đi ra thì trong môn phái sớm đã trống trơn không người rồi. Về phần thế lực ma đạo đó muốn mượn sự trợ giúp của những nữ tu diệu âm môn tại hải vực này tìm kiếm cái gì, tự nhiên phải có huyền cơ khác ở bên trong. Việc chẳng dính dáng đến mình thì Hàn Lập cũng chẳng quản làm gì. Huống hồ vị diệu hạc chân nhân kia cùng chính mình kết hạ đại cừu hiện nay đã có mối quan hệ với diệu âm môn nên Hàn Lập lại càng không tự nguyện chui đầu vào cái lưới đầy phức tạp này. Cho nên tại bí thị hắn mới từ chối thẳng thừng đề nghị của Phạm Phu Nhân. Về phần quay về nội tinh hải, trước khi tu vi hắn đột phá bình cảnh, căn bản không cần suy nghĩ làm gì. Nơi đây mặc dù yêu thú hoành hành nhưng với người mang đầy bảo vật như hắn mà nói, nội tinh hải cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu trong khoảng thời gian ngắn hàn lập suy đi nghĩ lại những lời văn tư nguyệt vài lần cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn xem ra nàng cũng không có nói xạo lừa dối hắn việc này cũng không thể trách hàn lập cẩn thận bởi vì hư thiên đỉnh trên người hắn quả thực khiến cho người khác thèm muốn không biết có bao nhiêu lão quái nguyên anh kỳ đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn mà từ cổ trí kim vì chuyện nữ sắc nên rơi vào bẫy của kẻ thù thì hằng hà xa số hàn lập cũng không muốn nhất thời sơ ý biến mình trở thành một phần tử trong số đó. Đương nhiên chung quy lại mà nói thì khả năng bị nữ tử này hãm hại là cực nhỏ. Dù sao người nào cũng không thể nắm bắt rõ hắn khi nào hiện thân, xuất hiện ở địa phương nào mà hắn đối với hóa ân hình quyết của mình cũng có vài phần tự tin. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ gặp được cũng không thể nhìn thấu được bí thuật này. Lúc này Văn Tư Nguyệt nhìn thấy Hàn Lập thần sắc âm tình bất định, tâm tình không khỏi lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. Hàn Lập sau khi hồi lại tinh thần, phát hiện sự khác thường của vị mỹ nữ trước mặt mỉm cười nói bây giờ xem như ta đã y theo ước định mà người ra khỏi bí thị hơn nữa còn an trí ở chỗ này hiện tại chắc có thể đem vị trí xào huyệt yêu thú nói cho lệ mỗ biết được rồi chứ sau khi ta biết địa điểm sẽ lập tức rời đi sau đó ngươi và ta ai cũng không thiếu nợ ai rồi tiền bối không ý định muốn thu nữ tử làm thiếp phan tư nguyệt có chút giật mình vẻ mặt hiện lên chút ngoài ý muốn lệ mỗ một mình cô độc quen rồi không muốn có người khác đi theo bên cạnh hàn lập thong dong nói văn tư nguyệt trầm mặc lại một lát sau trên khuôn mặt kiều diễm hiện ra thần sắc phức tạp nhẹ lắc đầu đa tạ ý tốt của tiên sinh thiếp thân lúc đầu đã nói muốn làm thiếp của tiền bối thì tuyệt đối không có ý hối hận xin tiền bối cứ việc an tâm tư nguyệt có thể tuân thủ hứa hẹn không hề có một câu oán hận trong đôi mắt sáng của văn tư nguyệt hiện lên một tia dị sắc bình tĩnh nói lệ mỗ không phải là muốn dò xét tâm tư ý tứ của văn đạo Hiếu, những lời vừa nói lúc nãy đều là thật nhưng đạo hữu nếu thực sự muốn trở thành thiếp của tại hạ thì lệ mỗ cũng không tiện chối từ, đến lúc đó văn đạo hữu đừng hối hận đó. Hàn lập trong lòng hiểu rõ sự cố kỵ của nữ tử này, không khỏi cười như không cười nói. Hắn cũng không tin văn tư nguyệt thật tâm muốn làm thiếp thân gì gì đó của hắn. Ở trong bí thị đưa ra điều kiện này, hơn phân nửa là bất đắc dĩ mà thôi. Làm thiếp mặc dù so với làm lô đỉnh tốt hơn nhiều nhưng cũng không có vị nữ tu sĩ trúc cơ kỳ nào can tâm tình nguyện cả, cho dù là có thì cũng là bị bắt buộc mà thôi. Hàn Lập đối với dung mạo tuyệt sắc của Văn Tư Nguyệt, mặc dù có chút động tâm nhưng bây giờ hắn đang ở thời kỳ quan trọng để đột phá tu vi nên không có khả năng luôn luôn mang một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ bên người. Nếu thế thì chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ ước định vậy. Ta, Văn Tư Nguyệt nghe Hàn Lập giải thích, trong lòng có chút bán tín bán nghi, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu đúng là muốn làm thiếp của tại hạ? Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không phải, thiếp thân, thiếp thân, xin đa tạ tiên sinh, vãn bối văn tư nguyệt sau này nhất định không quên đại ân của tiền bối. Văn tư nguyệt trong lòng quính lên vội vàng bật thốt ra lời phủ nhận rồi ngẩn ngơ một chút, sau đó cắn đôi môi đỏ mọng hướng hàn lập thi lễ, trên mặt thần sắc tràn đầy lo sợ bất an. Một khi đã như vậy thì chuyện làm thiếp kia hủy bỏ đi, đạo hữu không nên để ở trong lòng. Hàn lập không có chút ý tứ làm khó dễ, đa tạ tiên sinh thành toàn, Văn Tư Nguyệt trong lòng vừa vui mừng lẫn kinh ngạc, sau khi tâm tình buông lỏng, nhất thời vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa đang nở, khiến cho nam nhân phải động lòng. Loại mỹ cảnh như thế trước mặt, Hàn Lập tất nhiên cũng không tránh được trong lòng xuất hiện một tia rung động nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn chôn sâu tận đáy lòng. Văn Đạo Hiếu, tiếp theo nói một chút về chuyện liệt phong thú đi. Hàn Lập sau khi tâm tình tĩnh lặng lại, bình tĩnh hỏi. Lệ tiên sinh, sao huyệt của liệt phong thú hiện tại xem ra có chút nguy hiểm vì nơi đó gần ranh giới của thâm uyên, tiền bối hay là suy xét kỹ một chút rồi mới quyết định có nên đến đó được không? Văn tư Nguyệt Thu liếm nụ cười, có chút lo lắng nói. Gần thâm uyên, hàn lập nhíu mày một chút, xem ra đúng là có chút khó giải quyết. Thâm uyên hiện nay thực sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm. chương 539, ba đầu sáu tay. Sau khi từ văn tư Nguyệt hỏi ra vị trí xào huyệt của liệt phong thú, Hàn Lập cấp cho nữ tử này một bình đan dược để nàng dùng, trong lòng Văn Tư Nguyệt tất nhiên là rất cảm động, lập tức vui mừng vội vàng bế quan tiến hành luyện hóa đan dược. Mà Hàn Lập thì lại tiến tới một gian động khác để nghiên cứu tấm đồng vừa mới lấy được. Hắn ngồi xếp bằng tại mật thất, đánh giá cẩn thận vật ở trong tay. Tấm đồng chỉ có một mặt là có khắc chữ, mặt còn lại là một đồ hình vô cùng kỳ quái, miêu tả một quái vật ba đầu sáu tay. Quái vật này phùng mang trợn mắt, sáu đôi tay hướng lên trời không hiểu là có dụng ý gì hàn lập khẽ nhíu mày sau khi xem xét một lúc liên đem quyển sách ra thú ra so sánh hai loại văn tự lúc này hắn mới phát hiện ra kiểu chữ trên tấm đồng kia hầu như là giống với kiểu chữ trên quyển sách ra thú tuy cũng có đôi chút sai biệt nho nhỏ dường như chúng có cùng một nguồn gốc với nhau nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại khác nhau không thể truy ra thêm được chút kết quả nào nữa hàn lập đành phải từ từ rót linh lực vào tấm đồng đồng thời khi pháp lực tiến vào bên trong thì tấm đồng đột nhiên lại phát ra âm thanh trầm thấp rõ ràng tự mình rung động bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từ trên tấm đồng bắn ra một cột sáng chiếu lên trên vách đá đối diện. Một bức họa vô cùng cổ xưa dần dần xuất hiện, ban đầu Hàn Lập vô cùng hưng phấn nhưng vừa nhìn thì người bỗng nhiên giật mình ngẩn ra. Đó là một yêu thú hình người toàn thân lấp lánh ngân phiến, trên đầu mọc ra một cái ửng, đây chính là con yêu quái đã xuất hiện đầu tiên trong bữa tranh, bộ dáng của nó giống như trên miếng kim loại có ba đầu sáu tay, điểm khác duy nhất chính là nó chỉ có một đầu mà thôi. Trong khi Hàn Lập đang cực kỳ buồn bực thì quang mang chợt lóe, yêu thú trong bức họa liền ngồi xuống đất, hai tay bắt một cái pháp quyết vô cùng cổ quái, thân thể vặn vẹo, méo mó, biểu diễn một tư thế vô cùng kỳ quái. Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên. Sau một lát pháp quyết trong tay biến đổi thêm một lần nữa, thân thể tiếp tục vặn vẹo, hoán đổi thành một kiểu ngồi kỳ quái khác. Cứ như thế, cách mỗi đoạn thời gian thì nó lại thay đổi pháp quyết và tư thế một lần, giống như là đang tu luyện một loại công pháp gì đó. Ước chừng sau nửa canh giờ thì hào quang trở nên ảm đạm rồi bứa tranh biến mất. Hàn lập để tâm suy ngẫm lại thì thấy yêu thú trong bức tranh thể hiện tất cả là 36 tư thế. Hàn lập vuốt vuốt mũi, xem xét vật ở trong tay, thần mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Tuy hắn không biết trên tấm đồng này ẩn chứa những nội dung gì nhưng theo cái cách mà bức tranh thể hiện thì đây hoàn toàn không phải là vật thuộc nhân loại mà nó ghi lại công pháp tu luyện của yêu thú. Hắn trước kia hoàn toàn không biết là yêu thú cấp cao cũng có công pháp tu luyện yêu thú chẳng phải trời sinh đã có năng lực tự hấp thu linh khí để tu luyện sao? Từ công pháp tu luyện có thể biến hóa thành nhân hình thì có thể thấy công pháp này tuyệt đối không phải là loại thường. Nhưng khi Hàn Lập nhìn tấm đồng trong tay bất giác lại giờ khóc giờ cười. Cho dù hắn biết văn tự viết về cái gì nhưng dám tu luyện công pháp của yêu tu sao? Hơn nữa hắn bây giờ cũng không thiếu công pháp cấp cao, chọn bộ huyền âm kinh vẫn đang yên ổn nằm trong túi chữ vật đó. Chẳng trách vị tu sĩ kia lại đem nó ra giao dịch, làm ra vẻ bí ẩn nhưng trên thực tế chỉ là vật vất đi mà thôi. Hàn Lập nghĩ thế, trong lòng không khỏi buồn bực. Văn tự viết trên tấm đồng nếu là truyền thừa của yêu tu thì cho dù hắn có tìm hiểu điển tịch của nhân loại bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có manh mối gì. Như vậy nội dung bên trong quyển sách gia thú nọ chẳng cần phí tâm cũng hiểu được, phỏng chừng nó cũng là một loại công pháp yêu tu nào đó mà thôi. Hàn Lập thở dài, vẻ mặt chán nản, ném hai thứ đó vào trong túi chữ vật, bước ra khỏi mật thất hy vọng sụp đổ tự nhiên trong lòng hắn có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị rời khỏi nơi này tiến vào thâm uyên hải vực. Bạn yêu thảo đối với hắn mà nói mới chính là chuyện quan trọng nhất, có quan hệ trực tiếp đến việc tu vi của hắn có thể tiến lên thêm một tầng nữa hay không. Trong mấy năm nay, sau khi hắn phục dùng mấy viên châu ngũ sắc kia thì thấy về phương diện tư chất tu luyện có chuyển biến theo hướng tốt hơn. Hiện tại mặc dù hắn không thể sánh với những người thiên phú trời cho như có thiên linh căn hay dị linh căn nhưng về mặt hấp thụ và chuyển hóa linh lực cũng tuyệt đối không thấp hơn tu sĩ tam linh căn. Bổ thiên đan đúng là danh bất hư truyền, hàn lập đối với việc ngưng kết nguyên anh của mình lại thêm một phần hy vọng. Khi hắn đi ra khỏi mật thất thì văn tư nguyệt lại đang tu luyện, phỏng chừng nếu không tốn hai, ba tháng thời gian thì có lẽ cũng sẽ không xuất quan. Hàn lập cũng không có ý định quấy dày nàng ta, sau khi lưu lại một số kiện pháp khí cùng cách khống chế pháp trận của động phủ thì rời khỏi nơi này. đứng ở trên không, sau khi xác định rõ ràng phương hướng, Hàn lập liền hóa thành một đào hào quang bay về phía Thâm Nguyên. dọc đường khi gặp một vài yêu thú, hắn không hề do dự, ra tay tiêu diệt. thỉnh thoảng cũng gặp một số tu sĩ nhân loại, Hàn lập cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp bay qua. một tháng sau, tại vùng biển phụ cận Thâm Nguyên Hải vực xuất hiện bóng dáng của Hàn lập. hiện tại hắn bắt đầu thu liếm tu vi ẩn nặc tung tích của bản thân. Đây chính là hang ổ của yêu thú cấp cao, Hàn Lập tất nhiên là vô cùng cẩn thận, không dám có ý khinh thường chút nào. Quả nhiên trên đoạn đường tiếp theo Hàn Lập thường xuyên gặp phải các loại yêu thú, may mà có ẩn thân thuật thần diệu mới có thể an toàn tiến gần hải vực này. Mấy ngày sau, Hàn Lập dừng lại, đứng trên không trung, nhìn hòn đảo nhỏ lờ mờ xuất hiện ở xa xa, khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng trịnh trọng. Theo lời của Văn Tư Nguyệt thì đây là sào huyệt của yêu thú cấp 8 hắn cũng không dám ngang nhiên xông vào, nếu liệt phong thú đang ở bên trong thì chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao. Cũng chính vì vậy mà hắn cũng không có gan dùng thần thức tra xét hòn đảo. Vì thế hắn tìm mỏm đá trồi lên khỏi mặt nước, cách xa hòn đảo và bố trí một cái huyễn trận nhỏ. Một bên hắn tiến hành tu luyện, một bên lại kiên nhẫn giám thị hòn đảo này. Nếu không xác định được động tĩnh của yêu thú kia thì hắn cũng không dám khinh địch hành động. Đáng tiếc là nghe thường thảo đối với yêu thú cấp 8 thì đã không còn có tác dụng, nếu không hắn đã không lâm vào tình cảnh khổ cực như thế này hiện tại cũng chỉ đành ủy khuất bản thân một chút vậy mỗi một ngày trôi qua hàn lập ở trên mỏm đá vẫn chăm chú nhìn về hòn đảo nhỏ kia thời gian chờ đợi cũng được mấy tháng nhưng không hề có yêu thú xuất hiện hàn lập cho dù có kiên nhẫn cách mấy thì giờ đây cũng nhịn không được chẳng lẽ yêu thú kia không có ở nơi này hay là liệt phong thú đã rời đi và đây là một hòn đảo trống không hàn lập có chút nghi thần nghi quỷ suy đoán lại thêm một tháng nữa trôi qua mà không có chút thu hoạch nào. Cuối cùng nhẫn nhìn không được, Hàn Lập đành phải hạ quyết tâm, tiến vào xem một lần cho biết. Hắn không thể cứ ở tại nơi này chờ đợi mấy năm được. Dạng sáng ngày thứ hai, trời vừa mới lờ mờ, Hàn Lập đã thu liếm linh khí toàn thân, lặng lẽ tiến tới hòn đảo nhỏ. Sau nhiều tháng âm thầm quan sát hắn đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay rồi, bay đến sườn một tòa núi đá giống như là lời văn tư nguyệt miêu tả, trong mắt hắn hiện ra hình dáng của mấy khối đá to lớn che cho động khẩu bí mật to khoảng mấy chục trường đồng tử của hàn lập hơi co rút lại bắt đầu thi hành trên người nhiều loại pháp thuật phụ trợ khác nhau sau đó thân hình của hắn dần dần biến mất sau khi ẩn hình hắn cẩn thận đi vào thần thức chậm rãi tỏa ra dò xét bốn phía cái hang này vô cùng sâu càng tiến vào sâu bên trong cảm giác ẩm ướt ngày càng tăng thời gian một tuần trà qua đi hàn lập đã xuất hiện ở tại một khúc rẽ hắn dừng chân trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt dùng thần thức hướng tới phía trước giò xét một lát sau nét mặt hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc hàn lập trần chờ một chút sau đó cắn răng đi qua chỗ ngoặt đột nhiên trước mặt bỗng sáng ngời đúng là một cái động thiên nhiên khổng lồ diện tích rộng đến hơn trăm trượng là ít còn cao có lẽ hơn mười trượng thạch bích trên đỉnh thạch động lóe ra lục quang nhàn nhạt, nhạt ở giữa có một hồ nước màu xanh tỏa ra sức nóng có rất nhiều loại cây kỳ quái mọc xung quanh hồ nước. Khi ánh mắt Hàn Lập nhìn thấy trong đám cây cỏ đó một vài cọng cỏ đen đúa cao khoảng một tấc thì không giấu nổi vẻ kinh hỉ. Đây chính là bạn yêu thảo thứ mà hắn cần, cũng chỉ có bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 mới có màu đen, còn nếu yêu thú cấp thấp hơn thì sẽ có màu xám. Hàn Lập nhìn về cái hồ ở giữa, nét vui mừng chợt hiện ra, thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Nếu mà liệt phong thú đang ở trong động thì tám chính phần là ở trong hồ hắn đã sớm dùng thần thức tra xét cái hồ này nhưng mà nó sâu không thể tưởng tượng được, sau khi quét qua một đoạn liền hoảng sợ, thu hồi thần thức. Hàn lập liếm liếm môi, không còn do dự nữa, thân hình chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại bờ hồ, tiếp theo hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ túi chữ vật, ngay tức thì một cái hộp ngọc hiện ra, tay kia nhanh chóng phất về phía có bạn yêu thảo. chương 540, cửu cấp yêu tộc, mấy cây bạn yêu thảo bị hắn nhắm chúng liền bay về phía hộp ngọc. Cạch một tiếng vang lên, hàn lập đóng nắp, cầm cái hộp trong tay, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Dễ dàng lấy được bạn yêu Thảo thực sự là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà nơi này không thể ở lâu, Hàn Lập lập tức quay đầu, muốn bay ra khỏi nơi này thì một thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vọng tới. Người mai phục tại vùng phụ cận lâu như vậy không ngờ lại chỉ vì một vài cây cỏ mà thôi, nhân loại tu sĩ thật đúng là kỳ quái. Một giọng nói nam tử lạ lẫm vang lên, sắc mặt của Hàn Lập đại biến, vô cùng khó coi. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng chân tĩnh, thân hình lóe lên, thần tình âm trầm, xoay người lại. Đập vào mắt hắn chính là bộ dáng của một yêu tộc mặc áo xanh, đang tò mò nhìn hắn. Thấy rõ tướng mạo của đối phương, miệng Hàn Lập chợt khô khốc. Yêu tộc kia đội mũ quan màu bạc, chân mang giày, ngoại trừ hai mắt nhỏ xanh biếc, mũi nhọn và dài thì các bộ phận còn lại chẳng khác gì một người bình thường. Mí mắt Hàn Lập giật giật vài lần, đây cơ hồ đã hoàn toàn là người rồi, đâu còn nhận ra hình dáng yêu thú nữa, đây đâu có khả năng là yêu thú cấp 8. Chẳng lẽ nó là yêu thú cấp 9, cấp 10 như trong truyền thuyết? Thân thể Hàn Lập có chút cứng ngắc, bản thân mặc dù có ngũ hành hoàn và một đám phi trùng nhưng dù thế nào cũng không dám ra tay trước. Các hạ đã sớm phát hiện ra tại hạ. Âm thanh Hàn Lập khàn khàn, vô cùng khó nghe, nhưng yêu tộc đối diện vừa nghe thấy điều đó vội vàng bật cười. Không sai, ngày mà ngươi tới, ta đã phát hiện ra ngay. Ta tưởng ngươi chỉ là tu tiên giả vô tình đi qua nên hoàn toàn không chú ý đến ai ngờ ngươi lại chú ngụ trên mỏm đá kia không chịu đi điều này khiến cho phong mỗ cảm thấy vô cùng hứng thú yêu tộc áo xanh mở miệng lộ ra hàm răng trắng muốt không biết có phải là ảo giác hay không nhưng khi nhìn thấy hàm răng đó của yêu tộc hàn lập mơ hồ cảm thấy kinh hãi họ phong nói như vậy thì hắn chính là liệt phong thú đã trưởng thành tâm tình hàn lập trầm xuống nghĩ ngợi một khi đã như vậy tại sao lại không sớm ra tay hàn lập miễn cưỡng hỏi ta đã muốn sớm gặp đạo hữu nhưng ta lại vừa mới trải qua giai đoạn biến thân tầng thứ hai, còn đang củng cố hình thể nên không thể miễn cưỡng xuất hiện. Hôm nay ta vừa mới hoàn thành xong tu luyện, định tiến ra ngoài nhưng không hề nghĩ tới đạo hữu lại tự mình tiến vào trong này. Thật là có chút khiến cho phong mỗ ngoài ý muốn liệt phong thú trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Biến hóa tầng 2, chẳng lẽ vừa tiến vào cấp 9, mặt hàn lập trắng bệch, bàn tay nắm ngũ hành hoàn kia bất giác chảy mồ hôi lạnh. Cấp 9, cái này là do loài người các ngươi tự phân cấp mà thôi. Không sai, chúng ta hóa hình giai đoạn 2 chính là yêu thú cấp 9. Vị liệt phong thú trưởng thành kia chớp mắt, tùy tiện hồi đáp. Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận như thế, Hàn Lập liền im lặng nhưng sau một lúc khóe miệng hắn bỗng nhiên nhếch lên cười khổ. Nếu là yêu thú cấp 8 thì hắn có có một cơ hội sống sót nhưng đối mặt với yêu thú cấp 9 thì hắn hoàn toàn đã quảng đi ý niệm rời đi. Xem ra mạng sống của mình thực sự khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, đột nhiên hé miệng, phun ra 10 đạo thanh quang, bay xung quanh thân hình hắn. Tiếp theo cánh tay hắn nhấc lên, muốn quẳng túi linh thú ra. Nhưng ngay lúc này, yêu tộc đối diện bỗng di động. Mắt Hàn Lập hoa lên, bàn tay nhẹ hắng, túi linh thú đã bị đối phương đoạt mất. Mấy khẩu phi kiếm hộ thân tuy cực kỳ thông linh, ngăn trở trước thân hình nhưng tốc độ đối phương thực sự quá nhanh, vẫn chưa kịp chém xuống thì đối phương đã quay về chỗ cũ. Hàn Lập hoảng sợ, sắc mặt phát xanh hắn như thế nào lại quên mất một điều, liệt phong thú nguyên bản là yêu thú cấp cao nổi tiếng về mặt tốc độ. Với tốc độ của liệt phong thú cấp 9, cộng thêm cự ly ngắn như vậy, chỉ sợ không khác gì thuấn di, hắn làm sao mà khiến đối phương trọng thương được. Trong khoảnh khắc các loại ý nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu của Hàn Lập, sắc mặt hắn xanh mét, xuất hiện một tia huyết sắc cực kỳ dị dạng. Cánh tay Hàn án tại túi chữ vật, một quả kim ti cầu lấp lánh liền xuất hiện ở trong tay. Hàn Lập nhanh chóng dương tay lên, đem quả cầu này nuốt vào trong bụng, sau đó lạnh lẽo nhìn yêu tộc đối diện, một từ cũng không nói. Hắn đã nghĩ qua, trước khi chết nhất định phải dùng ích tà thần lôi châm ngòi khiến cho kiền lam châu nổ tung. Cho dù không thể cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho tên liệt phong thú kia bị thương nặng. Liệt phong thú thấy cử chỉ kỳ quái kia của hàn lập, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cười cười như không thấy gì. Hắc hắc, đạo hữu hà tất phải nóng lòng như thế, ta đâu có nói sẽ gây bất lợi đối với đạo hữu hắn cầm túi linh thú tùy ý quẳng đi sắc mặt quỷ dị nói vậy là có ý gì yêu tộc các người không phải đang tiêu diệt tu sĩ nhân loại hay sao hàn lập nhíu mày thanh âm lạnh lùng hỏi hắn thực không muốn trước khi chết còn bị đối phương trêu đùa hiện tại khai chiến với nhân loại các ngươi chỉ là sự tình của hải tộc phụ cận phong mỗ không thuộc quản hạt của chúng ta tạm thời định cư ở nơi này là do thích thú lân hỏa đàm ở đây mà thôi liệt phong thú nhếch mép lắc lắc đầu giải thích Hàn lập lập tức ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ ra, liệt phong thú là loại yêu thú trung gian giữa hải thú và yêu điểu, đúng là không hoàn toàn thuộc về hải thú. Đồng thời nghe khẩu khí của đối phương thì dường như cũng không phải là yêu tộc bản địa. Chẳng lẽ đối phương thực không có ý muốn giết chết mình? Sắc mặt hàn lập trở nên bất định, một lát sau hắn mới phất tay, thu hồi phi kiếm vào trong người, thần sắc có chút hỏa hoãn. Nếu phi kiếm không thể đối phó đối phương, tốt nhất đừng nên phiền phức, rắc rối nếu đối phương lừa gạt mình thì dẫn phát kiền Lam Châu tự bạo là được. Vừa thấy Hàn Lập đem pháp bảo thu hồi lại, liệt phong thú lộ ra vẻ mãn ý. Ta rất thích giao hảo với nhân loại thông minh, cái này trả lại cho ngươi. Yêu thú căn bản không xem thử trong túi linh thú kia có vật gì, liền đem nó quẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập vươn tay đón lấy, trong lòng an tâm hơn một chút. Đạo hữu có hứng thú làm khách ở động phủ của tại hạ hay không, đây là lần đầu tiên phong mỗ mời tu sĩ nhân loại đó. Yêu tộc dương mắt nhìn Hàn Lập, nói ra một câu ngoài ý liệu đối với hắn. Mặc dù liệt phong thú nói năng khách khí như vậy nhưng Hàn Lập sao dám cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Liệt phong thú thấy Hàn Lập đáp ứng, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Hắn không nói hai lời, nhấc tay lên, một quang cầu màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tiếp theo quang cầu đột nhiên biến lớn, đem Hàn Lập bao bọc vào trong. Trên mặt của Hàn Lập lóe lên một tia dị sắc nhưng không phản kháng lại, mắt thấy thanh quang đem hắn kéo gần đến bên cạnh liệt phong thú. Phốc một tiếng, Quang cầu trực tiếp đem hai người tiến vào bên trong hồ nước, sau đó hạ thẳng xuống. Bởi vì toàn thân quang cầu phát ra ánh sáng nên Hàn Lập có thể nhìn rõ thế giới dưới nước gần đó. Không biết có phải là do sự quái dị của loại nước trong hồ hay không mà phụ cận ngoại trừ một loài quái ngư màu trắng to bằng nắm tay thì Hàn Lập chẳng trông thấy loài cá nào khác nữa, chứ chưa nói đến mấy dạng như tôm, cua. Liệt Phong thú thấy Hàn Lập dường như rất tò mò đối với cảnh sắc của hồ nước liền cười nhạt, không nói năng gì cả. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, quang cầu ngừng lại sau khi khẽ rung động thì hướng về một bên bay đi trong nháy mắt một cái cửa đá màu đen cực lớn xuất hiện trước mặt bên trên cửa đá có bạch quang lấp lóe xem ra đã bị hạ cấm chế đến rồi đây là động phủ của phong ngỗ mong đạo hữu không nên chê cười liệt phong thú chỉ cửa đá cực kỳ khách khí nói hàn lập cười miễn cưỡng không nói thêm gì mắt thấy quang cầu trực tiếp đập vào cửa đá sau đó cửa đá lập tức tự động mở ra lập tức quang cầu xuyên qua một tầng bạch quang đem nhị nhân tiến vào một cái thông đạo khô giáo. Thông đạo này phát ra hào quang ngũ sắc, trên thạch bích có gắn các viên chân châu to lớn, ánh sáng giao thoa lẫn nhau, giống như ban ngày vậy. Đạo hữu, xin mời. Liệt phong thú thấy hàn lập lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nhịn được có chút tự đắc. Mấy viên chân châu kia không phải là loại bình thường, đều do hắn thâm nhập vào đáy biển sâu, tìm các loại sò hến thông linh đã sống hàng ngàn năm để hạ thủ mới lấy được, tất cả đều có công hiệu tị thủy, ích hỏa, Hàn Lập nhìn nhìn thông đạo trước mặt, trong lòng vạn phần không muốn đi tới nhưng bên cạnh là cửu cấp yêu thú đang nhìn nên đành phải miễn cưỡng bước vào. Liệt phong thú không nhanh không chậm đi theo sát sau hắn. Thông đạo cũng không tính là quá dài, trong nháy mắt Hàn Lập đã đi đến đại sảnh lớn được trang hoàng các sắc, các dạng san hô cực kỳ diễm lệ. Ở giữa của đại sảnh có đặt một cái bàn bằng ngọc màu trắng lấp lánh, còn có vài cái ghế cũng dùng loại ngọc đó đẽo thành, bốn phía có bảy mấy cái tiểu đỉnh hơi hướng cổ xưa, trong mỗi đỉnh có một cây hương to màu đen, phảng phất tỏa ra mùi thơm. Chương 541, Bích Diễm Tử, đạo hữu mời ngồi, Liệt Phong thú sau khi ngồi xuống ghế xong liền vẩy tay kêu Hàn Lập tới. Hàn Lập không nói gì, theo lời ngồi ở phía đối diện với hắn. Thật là chê cười, Phong Mỗ còn chưa biết đạo hữu tên gì. Tại hạ là Phong Hy Liệt Phong thú nheo nửa con mắt yêu mị, ôn hòa hỏi. Tại hạ họ Lệ, Hàn Lập do dự một chút, chậm rãi nói, "Ha ha, thì ra là Lệ đạo hữu." trong lòng đạo hữu nhất định là đang hoang mang. Bình thường, nếu gặp phải những tu sĩ nhân loại, cho dù phong mỗ không phải là yêu thú hải tộc, thì chắc chắn cũng sẽ một chảo giết đi. Bởi vì giữa tu sĩ loài người cùng với yêu tu chúng ta vốn đã không hòa thuận với nhau phong hy sờ sờ cái đầu màu bạc rồi tươi cười nói. Nói như vậy, không biết phán bối có chỗ nào hữu dụng đối với phong tiền bối không? Hàn lập mới đầu trong lòng phát lạnh, sau lại mạnh mẽ cười hỏi. Ngươi là kết đan trung kỳ chỉ dựa vào sự thần diệu của liếm khí thuật mà dám to gan lớn mật xâm nhập nơi đây. Lục quang trong mắt của Phong Nghi chợt lẽ, chậm rãi nói. Liếm khí thuật, hàn lập ngẩn ra, liền nhớ tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm gia thú. Không sai, công pháp mà ngươi luyện rất là quen thuộc với Phong Mỗ, bởi vì trước đây ta từng biết nó từ một vị cố nhân. Nhưng ta có chỗ không hiểu loại liếm khí thuật này chính là mật truyền thuật của hắn còn ngươi là nhân loại loài người thì làm sao mà có được chứ phong hy lộ ra vẻ cổ quái hỏi hàn lập tự nhiên không đề cập tới chuyện tấm gia thú nhưng lúc này không biết trả lời thế nào đành phải im lặng phong hy thấy hàn lập như vậy thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng đạo hữu không nên lo lắng vị cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi ta cũng không cần đạo hữu phải giải thích ta chỉ tò mò đến việc loài người sao lại có thể sử dụng được yêu bí thuật của chúng ta thôi còn nguyên nhân mà phong mỗ không muốn ra tay với đạo hữu là do đạo hữu tu luyện một thuộc tính công pháp rất là tinh thuần. Nếu không, đạo hữu cũng không thể còn sống mà ngồi chỗ này phong hi không thèm để ý nói. Đối phương không động thủ nguyên do chính là công pháp thuộc tính mà hắn tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt hàn lập lộ vẻ ngạc nhiên, ngoài ý muốn. Phong hi nhìn thấy hàn lập giật mình, cũng không nói gì thêm mà hai tay vừa lột, bạch quang chợt lóe lên. Trên một tay xuất hiện một cái bình rượu cổ, còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc chạm trổ tinh xảo rất xinh đẹp. Sau đó mở bình rượu rót vào chén bạch ngọc một chất lỏng màu ngọc lục bích, một mùi thơm mát nồng đậm hương rượu, trong nháy mắt tràn ngập ra cả đại sảnh. Tên yêu thú hình người này hít sâu một cái, trên mặt hiện ra vẻ thật là si mê, nhưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái chén ngọc chậm chậm bay tới trước mặt Hàn Lập. Mời, lệ đạo hữu trước nếm thử bích diễm tử do phong mỗ tự chế xem thế nào. Ta đã phải mất hơn trăm năm mới có thể chế riêng ra một bình linh tử này nó giúp cho tu vi đề cao một chút nói không chừng đạo hiếu có thể mượn cơ hội đột phá bình cảnh trước mắt đấy phong hy nhìn chằm chằm hàn lập thâm ý sâu sắc nói hàn lập vừa nghe nói xong đầu tiên là kinh sợ cúi đầu xem một chút chất lỏng trong chén rượu còn trong lòng thì hoảng sợ đối phương ngay cả tu vi của hắn gặp phải bình cảnh chỉ liếc mắt một cái mà nhìn ra hắn thật sự thần thông quảng đại nhưng nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh hàn lập cũng không dám tin tưởng Đối với đan dược dùng để tăng tiến tu vi, hắn đã phục dụng không biết bao nhiêu rồi. Nếu có thể dùng đan dược mà đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi mà nói, thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ 9 của thanh nguyên kiếm quyết, chứ đâu cần chờ tới bây giờ. Bây giờ không biết vì sao đối phương lại muốn hắn uống rượu. Vì vậy hắn không dám tùy tiện uống vào. Với suy nghĩ đó trong đầu, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ trần chờ Liệt phong thú hàn quang trong mắt chợt lóe dường như biết được suy nghĩ của hàn lập, thần sắc liền trầm xuống như thế nào sợ phong mỗ đã động tay động chân vào trong rượu đừng quên rằng nếu tại hạ thật sự muốn lấy đi tánh mạng của đạo hữu thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong phong hy lạnh lùng nói tiền bối nói không sai nhưng vãn bối cần phải biết được nguyên nhân trước vì sao lại không muốn giết tại hạ nếu không tại hạ vẫn phải cẩn thận một chút hàn lập sắc mặt tái nhợt một chút nhưng vẫn giữ chén rượu trước mặt không chịu uống mà nói việc ép hắn phải uống loại rượu này là quá rõ ràng trong lòng hàn lập càng hoài nghi hơn Phong Hy thấy sự việc có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lập tức băng lãnh hơn, trên người mơ hồ tản mát ra loại khí chất âm trầm. Hàn Lập trong lòng vừa động, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt liền bao lấy Thiền Lam Băng Châu, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Một hồi lâu sau lúc, Phong Hy mặt nhăn mày nhíu, thần sắc bình tĩnh, hòa hoãn lại. Xem ra cần phải cho đạo hữu biết rõ, lệ đạo hữu thật đúng là hiểu lầm ý tốt của Phong Mỗ trầm ngâm một chút, rồi Phong Hy trầm giọng nói: Bích diễm tử này chẳng những luyện chế công phú mà còn mất hơn 100 năm, ngoài ra cần phải có một viên hóa hình gia yêu đan làm nguyên liệu chủ mới được. Hơn nữa chỉ có bộ tộc liệt phong thú chúng ta mới có được phương pháp đặc thù, tạo ra loại rượu này. Còn với những loại yêu tu khác thì không cách nào điều chế được bởi vì không có được loại thiên phú thần thông này. Rượu này đối với ta mà nói chỉ là thỏa mãn cơn khát mà thôi. Còn như đạo hữu đây kết đan kỳ tu sĩ mà nói, lần đầu tiên uống loại rượu này rất có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, vì vậy mà đột phá tu vi vượt qua bình cảnh. Tất nhiên, nếu tại hạ đã xuất ra loại đồ vật chân quý như vậy cho lệ đạo hữu uống, chủ yếu chính là vì bản thân mà thôi. Phong mỗ muốn mượn công pháp một thuộc tính của đạo hữu để làm một việc quan trọng. Với tu vi hiện nay của đạo hữu chỉ là kết đan trung kỳ thật sự hơi thấp. Cái ta cần là kết đan hậu kỳ, vì vậy theo yêu cầu của tại hạ thì tu vi của đạo hữu hơi thiếu một chút. Nhưng công pháp của các hạ rất bất phàm, pháp lực thâm hậu cao hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp. Mà nếu như vậy ép buộc cũng không hay cho lắm, còn nếu như lệ đạo hữu cố ý không uống rượu này thì hậu quả như thế nào? Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Phong Hy biết không giải thích rõ ràng hết thảy, đối phương sẽ không chấp nhận, vì vậy trực tiếp nói rõ ra một lần cho hắn hiểu. Nghe xong những lời này sắc mặt của Hàn Lập liền biến sắc, qua một lát sau mới dám hỏi lại. Nếu ta uống rượu này mà không cách nào đột phá bình cảnh thì sao? Hắc hắc, nếu vậy lệ đạo hữu cũng không có ích lợi gì mà bích diễm tử của phong mỗ đã tốn công sức luyện chế vậy thì mượn tính mạng đạo hiếu để bồi thường một phần thôi phong hy cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên đứng nhìn hàn lập mặc dù đã đoán được kết quả nhưng nghe xong lời này ngoài mặt khẽ nhíu một chút được ta uống sau khi đánh giá một chút hàn lập ổn định lại tinh thần hít sâu một hơi nói phong hy nghe vậy nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng chỉ thấy hàn lập đưa tay ra vỗ một cái xuống bàn thanh quang chợt lóe lên chất lỏng màu ngọc bích từ trong chén rượu hóa thành một đạo thủy tiến, bay thẳng vào trong miệng đã mở rộng của hắn. Hàn lập không có thưởng thức một chút tư vị của nó, còn chất lỏng này bay thẳng vào trong bụng. Tốt, ta chỉ biết lệ đạo hữu đã có một lựa chọn sáng suốt. Đi theo ta, ta sớm chuẩn bị cho ngươi một cái tính thất phong hy lộ vẻ hài lòng nói. Tiếp theo đứng dậy, đi về phía một cái cửa bên cạnh. Hàn lập không nói thêm nữa, thân xác bình tĩnh theo sau. Được yêu tu này dẫn đường, Hàn Lập quẹo qua mấy cái hành lang rồi đi đến trước một tấm thạch bích màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện, thì ra cái thạch bích màu hồng quang hoa lấp lóe này đúng là một tòa lầu thật lớn được tạo thành từ san hô. Hàn Lập còn đang nghi hoặc thì Phong Hy vươn tay hướng tới bức vách san hô nhấn một cái, bạch quang chợt lóe, một cái động khẩu dài khoảng một trượng xuất hiện. Người trong mật thất này luyện hóa hết số rượu đã uống. Theo ta đoán khoảng hơn nửa năm công phu thì đạo hữu sẽ xong. Đến lúc đó ta sẽ buông cấm chế, để cho các hạ đi ra phong hy đưa tay chỉ về động khẩu phía trước bất động thanh sắc nói hàn lập xem một chút mặt không chút thay đổi đi vào động khẩu đến lúc này rồi có nói thêm cũng vậy mà thôi hàn lập mới vừa đi vào cái động khẩu phía sau liền biến mất bên ngoài chỉ còn lại yêu tu phong hy phong hy đứng ở đấy không có lập tức rời đi mà đang nhìn bức tường san hô màu đỏ ngọc bích trên mặt lộ ra một tia yêu dị hưng phấn một lát sau bạch quang chợt lóe lên rồi hắn biến mất tăm Lúc này Hàn Lập ở bên trong mật thất làm bằng san hô đang thầm đánh giá nó. Không gian nơi đây xem ra không nhỏ, rộng khoảng 3, 40 trượng, cao khoảng 7, 8 trượng. Ngoại trừ một khối thanh quang hình ngọc tháp đang chiếu sáng ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì hết. Hàn Lập thấy có chút kỳ quái là trên vách tường bốn phía có đầy những những nốt nhỏ li ti, giống như là ma điểm, thoạt nhìn có chút quái dị. Hàn Lập sau khi xem xét qua một chút, đi tới ngọc tháp khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đồng thời thần thức bắt đầu chậm rãi buông ra kiểm tra. Một lát sau, kết quả không ngoài suy nghĩ là thần thức một khi đụng tới vách tường bốn phía đều bị bắn ngược trở về. Sau đó, Hàn Lập lại dùng thần thức tìm lần nữa tất cả các góc chết của vách tường, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Hàn Lập khẽ cao mày mở mắt, hiện lên một tia hàn quang. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hàn Lập từ ngọc tháp bước xuống rồi đi tới trước một cái bức tường. Đứng nhìn bức tường san hô trước mắt một lúc, Hàn Lập nhấc bàn tay lên, vươn ra một ngón tay. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu xanh chói mắt, từ đầu ngón tay phóng ra khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập lòe quang mang. Chương 542, Hậu Kỳ Đại Thành, ngón tay Hàn Lập khẽ bắn ra, kiếm quang màu xanh không một tiếng động đâm vào vách tường nửa tắc. Thấy vậy, Hàn Lập nét vui mừng còn chưa kịp hiện ra trên mặt thì hồng quang chợt lóe, một tấm màn ánh sáng từ vách tường hiện ra. Mũi nhọn của thanh tiểu kiếm bị đẩy ngược trở ra một cách mạnh mẽ. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không muốn chịu thua. Bàn tay vươn ra, một thanh tiểu kiếm lớn hơn một tấc từ bàn tay hắn bắn ra, xoay trên đỉnh đầu Hàn Lập một vòng rồi vững vàng đứng ở trước ngực hắn. Hàn Lập ngầm thúc dục kiếm quyết, một đạo điện hồ màu vàng từ trên thân kiếm bắn ra, tiếp theo thanh quang của tiểu kiếm lại cấp tốc xoay tròn, hung mãnh đánh tới vách tường một cái. Một tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến, ít tà thần lôi bùng nổ ra. Trên vách tường chấp lên một mảnh hồng quang. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia chờ đợi, nhưng sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu kiếm được lôi quang mở đường, nên có thể tiến sâu vào một tấc. Còn vách tường chỗ bị đánh sâu vào liền bắn ngược ra ánh sáng ngũ sắc mờ mờ. Bức tường san hô chắc chắn là được yêu tu ra chỉ thêm nhiều tầng cấm chế cực kỳ lợi hại. Chỉ bằng vào pháp bảo mà nghĩ đến việc phá vách tường, khả năng này thật sự không lớn. Hàn lập sau khi thu hồi pháp bảo vào trong cơ thể, cao mày đứng lên, một tay theo bản năng đặt trên linh thú túi, Hắn tin tưởng rằng dù cấm chế trên vách rất là thần diệu, nhưng cũng chịu không nổi sẽ bị đám phệ kim trùng thôn phệ. Nhưng suy nghĩ một chút thì hắn lại không dám thả đám linh trùng này ra. Đám kim trùng thôn phệ cấm chế này sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất nửa khắc công phu. Với thời gian dài như vậy, sợ rằng Yêu Tu Phong Nghi sẽ cảm ứng được lại đây xem xét. Lấy tốc độ yêu dị của đối phương mà nói, hắn căn bản là không có cơ hội chạy thoát được. Sau một hồi tự đánh giá, Hàn Lập liền bực tức liếc mắt nhìn bức tường bằng san hô một cái, rồi với sắc mặt khó coi trở lại ngồi trên ngọc tháp. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên, xem ra bích diễm tử đã bắt đầu có hiệu lực. Không biết rượu này có gì cổ quái, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, mà liền ổn định tinh thần, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn nhắm hai mắt lại nhìn kỹ bên trong cơ thể một chút, nhướng mày lên thì thấy từ trong tam sắc kim đan bước ra một đám đan hỏa màu xanh. Nó liền đè ép một đoàn chất lỏng bích lục, trong nháy mắt đã bị đám đan hỏa này quấn hết chung quanh. Không bao lâu sau trên mặt Hàn Lập không chút thay đổi. Quá trình luyện hóa bích diễm tử rất thông thả, hơn một tháng sau, số rượu này mới được luyện hóa đi hơn một phần tư. Xem ra tên liệt phong thú nói cần dùng hơn nửa năm thời gian mới luyện hóa xong thật không có khoa trương chút nào. Nhưng tốc độ như thế thì quá chậm, làm cho Hàn Lập không khỏi nôn nóng. Nếu nửa năm sau mà hắn không cách nào tiến vào hậu kỳ, hắn tin tưởng rằng liệt phong thú phong hy chắc chắn sẽ một chảo mà lấy mạng hắn vì vậy hắn đã quyết định trong lòng liền mạo hiểm bước toàn bộ đan hỏa từ kim đan ra so với lần trước lần này ngọn lửa màu xanh to hơn nhiều bao hết phần lục dịch còn lại vào bên trong hàn lập không tiếc linh lực thúc giục mạnh mẽ pháp lực đẩy nhanh tiến trình luyện hóa nếu như làm như vậy mà nói hàn lập sẽ phải tiêu hao gấp bội pháp lực cứ cách một thời gian ngắn hắn không chút thương tiếc liền nuốt vào một giọt linh dịch ngàn năm để duy trì đan hỏa hoạt động liên tục. Cứ như vậy sau hai tháng xa xỉ sử dụng đan hỏa, số rượu này đã được luyện hóa đi 2 phần 3, mắt thấy có thể hoàn toàn luyện hóa xong sớm hơn dự định. Trong lòng Hàn Lập có chút buông lỏng, đúng lúc này thì có việc ngoài ý muốn xuất hiện. Trước đây do muốn liếu chết nên Hàn Lập nuốt viên kiền lam băng châu. Sau này bởi vì kiêng kỵ liệt phong thú nên hắn vẫn liều mạng để bảo vật này ở trong bụng mà không có lấy ra nhưng vào ngày hôm nay pháp lực của hàn lập vừa mới hao hết nên cần phải nuốt linh dịch ngàn năm để khôi phục lại linh lực không biết vì cái gì mà kiền lam băng châu ở bên ngoài ít tà thần lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động biến hình trong cơ thể sau khi thấy cảnh này hắn liền tập trung toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh bên trong cơ thể của mình sợ đến mức hồn muốn bay lên trời ngay lúc này pháp lực của hắn đã khô kiệt không cách nào phản ứng xử lý cho tốt được mắt thấy bề ngoài của viên châu này không ngừng chớp động trong tình thế cấp bách này hắn liền thúc giục mạnh mẽ phần còn thừa của bích diễm tử dùng nó bao lấy kiền lam băng châu đang chớp động không yên tim của hàn lập đập mạnh liên hồi trên mặt không còn một tia huyết sắc dùng bích diễm tử bao vây lấy kiền lam băng châu không biết nó tạo ra cái gì nữa mà việc này cũng chỉ có trời mới biết thôi một khi nghĩ đến việc viên châu này bạo nổ trong cơ thể hàn lập chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo mồ hôi nóng suốt ra trên lưng may mắn tới giờ không có việc gì xảy ra có lẽ giống như việc mèo mù gặp phải chuột chết hay không nữa. Mà Kiền Lam Châu vẫn không tự bạo còn nằm nguyên bên trong bích diễm tử. Một lát sau mọi thứ đều bình thường trở lại, Hàn Lập thở ra một hơi cho nhẹ người, rồi sờ tới mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng có cảm giác như vừa trốn thoát khỏi thiên đàng. Hắn vội vàng nuốt vào một giọt linh dịch ngàn năm, chờ pháp lực hơi hồi phục liền đem hạt châu này đi ra, nghĩ lại mà sợ gặp thêm cảnh này lần nữa. Thứ này đặt ở trong cơ thể, giống Hàn Lập đang đùa với lửa sau khi hắn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong hết hắn mới nhìn kỹ tình trạng của cơ thể thì hắn bỗng nhiên phát hiện hắn không biết khi nào mà hắn đã đột phá bình cảnh một cách lặng yên mà tiến vào kết đan hậu kỳ hàn lập đầu tiên là ngây ra như phỗng tiếp theo vừa vui mừng vừa sợ hãi nói thật đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được hiệu quả đặc thù của bích diễm tử nhưng hôm nay phần rượu còn lại chưa luyện hóa xong mà chính mình lại đột phá bình cảnh điều này làm cho hàn lập thật sự có cảm giác khó tin hắn liền muốn thử tu vi của mình một chút, lúc này hắn có thể đồng thời xuất ra được 24 thanh trúc phong vân kiếm, mà vẫn dễ dàng điều khiển, thao túng. Điều này làm cho thực lực của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ vui mừng trong chốc lát, cũng không có lãng phí phần bích diễm tử còn thừa, hắn tiếp tục xếp bằng ngồi xuống tiếp tục tu luyện, luyện hóa hoàn toàn phần rượu còn thừa, đồng thời củng cố thêm tu vi của mình. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ xem liệt phong thú cấp 9 này muốn bắt hắn làm việc gì, đồng thời cũng suy nghĩ cách trốn đi. Thấy thời gian nửa năm gần hết, thân sắc của Hàn Lập càng ngày càng trầm trọng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo âu. Thời gian nửa năm vừa qua được mấy ngày, bức tường san hô chuyển động tạo ra một cái cửa động, tiếp theo là tiếng nói của Phong Hy từ bên ngoài truyền vào. Mời lệ đạo hữu đi ra, thời gian cũng không sai biệt lắm. Không biết tu vi của đạo hữu có tinh tiến hay không? Hàn Lập ngồi ở trên ngọc tháp, mặt không chút thay đổi dương đôi mắt nhìn, không nói một lời, mà đứng dậy đi tới. Bên ngoài Phong Hy đang híp mắt chờ hắn, vừa thấy Hàn Lập đi ra, vị cửu cấp yêu tu lập tức cẩn thận đánh giá Hàn Lập một phen, một lát sau cười lên ha hả. Tốt, tốt, chúc mừng đạo hữu đã tiến vào hậu kỳ, xem ra bích diễm tử của Phong mỗ cũng không có lãng phí Phong Hy sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Xem ra Hàn Lập công pháp đại thành, đúng như hắn mong muốn. Hàn Lập thấy tình cảnh này, trong lòng có chút cảnh giác lệ đạo hữu đi theo ta, ta giới thiệu ngươi với hai vị bằng hữu yêu tộc của ta. Lúc này đây, ta muốn ba vị chung sức hợp tác cùng ta làm chút việc. Thì việc này mới có thể thành công. Phong Hy cười hì hì nói, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt thật là ôn hòa. Còn có hai vị tiền bối, Hàn Lập vừa nghe lời này, trong lòng liền hoảng sợ. Đúng, hai vị này là bạn tốt của ta, Tu Vi đang ở giai đoạn hóa hình, còn đối loài người các ngươi gọi là yêu thú cấp 8. Nhưng hai người bọn hắn xuất thân thiên địa linh tộc, nếu nói về bản lĩnh thần thông chân chính, tuyệt không yếu hơn ta bao nhiêu. Nhưng có điều khi gặp bọn họ, người không nên nói chuyện nhiều. Hai người bọn họ đứng hàng đầu của ở hải tộc, thật sự không có hảo cảm đối với nhân loại các ngươi phong hy thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mơ hồ báo cho biết. Hàn Lập trong lòng dùng mình, trầm giọng đáp, một lát sau, phong hy mang theo Hàn Lập đi tới đại sảnh, Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn thấy hai người bạn tốt của đối phương. Kết quả, Hàn Lập sắc mặt không khỏi biến đổi. Này hai người một người chính là giao thủ cương vĩ, cả người đầy lân phiến màu đỏ. Còn người kia là quy sát thanh diện, thân hình cao lớn dị thường. Người kia tạm thời không nói đến, nhưng còn giao thủ cương vĩ này chẳng phải là độc giao ngày đó ở vùng biển phụ cận từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao. Còn người kia, mặc dù Hàn Lập chưa gặp qua bao giờ, nhưng cũng có thể đoán được 89 phần là cử quy mới vừa độ kiếp thành công biến hóa ra. Hai gã yêu thú cấp 8 vừa thấy Phong Hy đi ra, đồng loạt quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái vị độc giao vừa thấy hàn lập trên mặt liền biến sắc hàn quang trong đôi mắt màu lục chợt lóe lên nhìn kỹ dò xét hàn lập một chút nhân loại người trước kia đã gặp qua ta mặc dù thanh âm có chút hàm hồ nhưng lạnh như băng hỏi mặc dù vậy người ta nghe vẫn có thể hiểu rõ ràng được nghe lời này hàn lập trong lòng trần chờ một chút xem ra ngày đó do sử dụng huyết sắc phi phong nên đối phương cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn như vậy việc ngày đó hắn đại chiến cùng với nhân loại tuyệt đối không được nhắc tới nếu không chỉ chuốc lấy phiền toái. Xem ra chỉ có thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vội ho một tiếng, rồi lấy lại bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy tiền bối. Chỉ là vãn bối kiến thức nông cạn, chưa từng thấy giao long, cho nên có chút thất thố. Mong rằng tiền bối thứ tội rơi vào đường cùng, Hàn Lập chỉ biết tự đánh giá mình thấp. Để tránh việc gì đó phiền toái tới mình, chương 543, phong lôi xí. Hừ, nhân loại các người mỗi người đều là một tên gian trá ta không cần biết ngươi có gặp qua ta hay chưa, sau này nếu gặp ta cũng không khách sáo với ngươi đâu. Trong tay độc dao lúc này đang chơi đùa một viên chân châu lấp lánh to lớn, rồi liền dùng sức bóp một cái viên chân châu này trong nháy mắt vỡ tan thành bột phấn. Sau đó độc dao vẻ giữ tợn hiện ra trên mặt, rồi một tia hung quang hiện lên trong mắt hắn. Trong lòng hàn lập có chút lạnh lên, cười khổ một tiếng rồi không nói gì thêm. Tốt, lệ đạo hữu cùng với hai vị xem như đã biết qua bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn khiếm khuyết bất kỳ ai bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được phong hy thấy tình hình có vẻ căng lên vội vàng lên tiếng giảng hòa sau đó mời hàn lập đi tới ngồi xuống cái bản đối diện hai người kia xa một chút phong huynh chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian rốt cuộc là làm việc gì mà phải thần bí như thế chứ cho đến bây giờ ta cũng không biết được gì cả hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại hỗ trợ để làm gì hơn nữa hắn mới chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ có thể có tác dụng gì độc dao trước ngửa cổ uống xong một chén rượu lớn sau đó tùy tiện nói còn nữa lần này kêu hai người chúng ta phải nhất định cùng đi nên tại hạ cũng có chút tò mò chẳng lẽ phong huynh gặp phải chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được đây chính là vị thanh diện yêu quy lưng to thân lớn cũng nhướng mày lộ ra vẻ kinh nghi hỏi đừng thấy vị này to lớn dị thường mà nghĩ hắn không có đầu óc quy đạo hữu không cần phải lo lắng Lần này tại Hạ mời hai vị đến đây, không phải là để đối phó với Cửu gia, càng không phải đi vào chỗ nguy hiểm, mà muốn hai vị hiền đệ hỗ trợ tại Hạ luyện chế ra một cái pháp bảo mà thôi, Phong Nghi cười rộ lên, khoát tay nói. Luyện chế pháp bảo? Quy Yêu cùng Độc Giao liền ngẩn ngơ đưa hai mắt nhìn nhau. Hàn Lập ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, tại Hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình một kiện pháp bảo, Phong Nghi chậm rãi nói, trên mặt ẩn hiện ra một tia cuồng nhiệt. Ta không có nghe lầm chứ? Phong huynh muốn luyện chế ra pháp bảo, phong huynh chẳng lẽ đã quên là nếu lấy yêu tộc chúng ta mà nói thì thân thể chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Không có tài liệu hay vật gì khác có thể luyện chế cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta độc giao mặt lộ ra vẻ cho là không đúng, lắc đầu mở miệng khuyên nhủ. Vũ huynh nói rất đúng, uy lực của pháp bảo không thể so sánh với bản thân thiên phú yêu tộc của chúng ta được. Lãng phí thời gian bên ngoài tìm kiếm vật liệu mà làm gì, thà cứ tu luyện thần thông bản thể còn hơn. Giống như Vũ Huynh, thân thể giao long trời sinh thông hiểu hết các công pháp thủy thuộc tính, chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác gấp trăm lần. Mà Phong Huynh thân thể linh cầm, thì tư chất phong thuộc tính cùng với một đôi phong hỏa xí luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm, ngao du tứ hải. Mà ta là huyền quy thân thể, mặc dù thần thông mạnh mẽ không bằng nhị vị huynh đài, nhưng tu luyện thân thể này đến cảnh giới thông linh hóa thần thì thân thể này có thể nói giống như là kim cương bất hoại, vì vậy đâu cần học nhân loại luyện chế pháp bảo làm gì quy yêu liên tục gật đầu đồng ý miệng cũng khuyên nhủ phong hy nghe nhị yêu nói xong cũng không có tức giận ngược lại thư thái cười rộ lên hai vị hiền đệ nói rất có lý phong mỗ đã tu luyện nhiều năm như thế sao lại không biết chứ nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo là một loại huyền cơ khác đó chính là một đôi thông linh chi xí nhưng nó lại không phải là phong hỏa xí mà là phong lôi xí có được linh xí thứ hai này hỗ trợ Phong mỗ tự tin rằng thiên hạ này to lớn thật nhưng bất kỳ chỗ nào mà tại hạ muốn là có thể đi tới ngay lập tức. Vị liệt phong thú cấp 9 này kìm nén hưng phấn nói ra, liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện liền thất kinh. Phong lôi xí, quy yêu chớp chấp mắt, có chút không hiểu được nói. Không sai, trước đây vài năm, khi ta đi tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo, rồi tìm được một khối di hài của một con chim thượng cổ khổng lồ đã bị tàn phá, chỉ còn lại một bộ xương màu bạc nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lôi điện lực mạnh mẽ kinh người. Đây đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao của lôi bằng điều. Các người cũng biết là lôi bằng điều cùng với tốc độ phi độn thiên địa của nó, trong các loại yêu thú cấp cao, có thể xếp vào trong vòng 10 loại đứng đầu. Ngoài tốc độ phi độn lôi tốc, còn có lôi quang điện hỏa. Liệt phong tộc chúng ta tự nhận còn xa mới kịp được. Vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ, muốn dùng nó cùng với một số nguyên liệu linh cầm khác, học từ nhân loại cách luyện pháp bảo để sử dụng nó trên người ta nói tới đây thì trong mắt Phong Hy liền sáng ngời, dường như không đè nén được kích động ở trong lòng. Bộ cánh này khi mới luyện chế xong, thì không có khả năng hoàn toàn là lôi thuộc tính. Vì vậy ta muốn thêm vào vào đó một ít linh lực của Phong thuộc tính, như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng và sử dụng được hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm. Việc này là thật sao? Độc dao trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nữa không, dường như có chút không quá tin tưởng còn Quy Yêu ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Yên tâm đi, để chuẩn bị cho việc này, ta đã phải đặc biệt nghiên cứu nhiều năm rồi. Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng, đi đến những nơi có nhiều tu sĩ nhân loại, rồi tìm hiểu và đọc qua rất nhiều loại sách luyện chế pháp bảo. Ngoài ra cũng học hỏi từ những vị tu sĩ nhân loại có tên tuổi về những kiến thức liên quan. Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện phong hỏa sĩ của bộ tộc liệt phong thú chúng ta nên mới có kế hoạch luyện bảo này ta không dám nắm chắc 10 phần thành công nhưng 7-8 phần thì chắc chắn. Đương nhiên đối với việc luyện pháp bảo này có thành hay không, ta cũng không để cho các vị về tay không liệt phong thú phong hy tràn đầy tự tin nói, dường như không muốn cho Hàn Lập biết nội dung này, nên hắn chỉ mất máy môi nói cho hai người kia biết mà thôi. Hàn Lập vẫn ngồi bất động ở một bên, với thần sắc bình thường coi như không thấy gì cả. Hai bàn tay hắn đan vào nhau ở phía dưới, không biết khi nào chuyện xảy ra, lúc này hắn đang lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường hàn lập cũng biết lúc này tam yêu nói chuyện với nhau không chừng sẽ gây bất lợi cho mình nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này thành thật mà nói hắn không là gì cả mà chỉ có thể buồn bực trong lòng hầm nghĩ ra đối sách mà thôi tốt nếu phong huynh đã nói ra như vậy ta sẽ ra sức giúp phong huynh giúp một tay độc dao trầm ngâm trong chốc lát rồi cùng quy yêu thương lượng một chút cuối cùng cũng đáp ứng phong hy nghe như vậy liền mừng rỡ có hai vị hiền đệ gồm công pháp thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính trong khi bố trí trận pháp luyện chế có thể tạm thời dung hợp tạo ra linh lực lôi thuộc tính hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ cùng nhau phối hợp như vậy sẽ tạo ra được phong lôi lực nhưng cuối cùng để duy trì sự thăng bằng còn cần phải nhờ đến lệ đạo hữu công pháp mộc thuộc tính để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ như vậy có thể nói khả năng thành công luyện chế ra phong lôi xí rất cao phong hy có vài phần tự tin khẽ cười nói nhưng hắn liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi Hàn Lập đang ngồi không nói gì. Lúc này dường như hắn nhớ ra việc gì, đột nhiên trong mắt vẻ quỷ dị chợt lóe lên, nhìn Hàn Lập cười tủm tỉm nói: "Lệ đạo hữu, phong mỗ còn một việc quên nói cho ngươi biết. Với việc ngươi uống bích diễm tử mặc dù có thể trợ giúp ngươi gia tăng tu vi, đột phá bình cảnh, nhưng rượu này do ta là một yêu tộc làm ra, cho nên nhân loại các ngươi khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một tia hỗn độn tà khí." Mặc dù bây giờ nó không gây hại gì cả, nhưng sau này không lâu, tà khí sẽ tản ra, làm cho chân nguyên của ngươi hoàn toàn bị hỗn tạp, cuối cùng linh lực tự bạo mà chết. Nói xong những lời này, vị cửu cấp liệt phong thú lập tức im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập, không nói thêm lời nào nữa. Còn Hàn Lập thì khẽ cau mày một chút, thở dài ra một hơi nhưng rồi cũng không lộ ra cái gì kinh hoàng hay là phẫn nộ. Phong huynh, như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu trừ tà khí, cứ việc nói thẳng có phải pháp bảo luyện chế thành công thì lệ mỗ mới có con đường sống hàn lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho Phong Hy đang ngồi đối diện, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Còn độc giao cùng quy yêu bên kia cũng lộ ra vẻ có chút cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, lệ đạo hữu đúng là một người thông minh, người đã hiểu, tại hạ cũng không muốn nhiều lời. Chỉ khi nào phong lôi xí pháp bảo luyện chế thành công, thì tại hạ thì sẽ giúp đạo hữu giải trừ hậu hoạn. Nếu thất bại thì đạo hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tiết tức giận ngươi cũng đừng nghĩ chính mình là có thể hóa giải được nó. dù cho có tu sĩ nguyên anh kỳ nguyện ý ra tay trợ giúp ngươi thì cũng không cách nào trừ bỏ tận gốc được hỗn độn tà khí do bích diếm tử tạo ra. Phong y miệng khẽ nhếch, phát ra những lời nói vô cùng băng lãnh, không một chút biểu tình. Ta biết nên làm như thế nào. Hàn lập khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra một tia cười khổ. nhưng trong lòng hắn cũng có một câu muốn nói ra nhưng lại không nói. sợ rằng lúc pháp bảo được luyện chế thành công thì cũng là lúc cái mạng nhỏ của hắn xong luôn. Lúc này ba vị yêu tu đang ngồi nói chuyện với nhau thì còn lòng Hàn Lập vô cùng buồn bực và lo sợ. Nghe nói Vũ Hiền đệ giao long nhất tộc cũng tham gia vào vạn trường hải đi công kích tu sĩ nhân loại. Việc này có thật không? Ta nhớ kỹ giao long nhất tộc sẽ không nhúng tay vào những việc này mà dường như cảm giác được pháp bảo chắc chắn luyện thành, Liệt Phong thú tâm tình vui vẻ thuận miệng hỏi độc giao. "Đúng, không sai, lần này trong tộc chúng ta có vài tên yêu tộc cấp cao ra tay." Nếu không Đám phế vật của Vạn Trường Hải cũng không có khả năng công phá được thành trì của đối phương. Chính nhờ vậy mà có thể phá được thành trì của đối phương và giết đi hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ độc giao không có ý tứ giấu giếm, trước mặt Hàn Lập lên mặt nói ra những lời này. Hàn Lập cho dù sắc mặt không lộ ra, nhưng thần sắc cũng hơi đổi một chút. Chương 544, Phạm Thánh chân phiến. Lúc này trong lòng Hàn Lập đang lo sợ thì Phong Hi lại cười khẽ hỏi: "Ta nghe nói trước đây vài năm vũ đạo hữu đang làm hộ pháp cho quy hiền đệ thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén mặc dù cuối cùng đánh lui được đối phương nhưng cũng bị thiệt hại không ít chẳng lẽ vì việc này mà giao long tộc mới ra tay bộ tộc linh thú các ngươi đều luôn luôn che giấu khuyết điểm của mình mà mấy năm nay tu sĩ nhân loại trên đảo đúng là vô cùng tự đại còn tưởng toàn bộ hải vực này là của bọn chúng lúc đó chúng ta mới là hóa hình kỳ yêu tộc cứ tưởng chúng ta là cũng như các yêu thú thấp kém chưa thoát ly thú thể, đó là bọn chúng tự tìm con đường chết. Đối với ta thì đây chỉ là dụ người đến mà thôi. Nói tới đây độc dao ngừng một chút, thần sắc lạnh nhạt rồi nói tiếp. Nguyên nhân chính đó là việc tu sĩ nhân loại đã đánh chết một tên toan nghê thú cấp 7 thuộc vương tộc của Vạn Trượng Hải, bởi vậy đã chọc giận lão toan nghê không tiếc tiêu hao máu huyết phát động vạn yêu lệnh nên mới có mấy vạn yêu thú đồng loạt ra tay san bằng các đảo nhỏ của nhân loại. Còn giao long nhất tộc chúng ta ra tay hiệp trợ không phải vì toan nghê bộ tộc báo thù, mà chính bởi vì thánh vật phạm thánh chân phiến của hải tộc chúng ta đời đời tương truyền. Khi tu sĩ nhân loại giết được toan nghê thú thì bọn họ lấy đi vật ấy trên người của nó. Mặc dù vật ấy không còn trọn vẹn và đầy đủ, không có giá trị thực tế, nhưng dù sao nó cũng là một trong những vật truyền thừa trong yêu tộc. Vì vậy tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay tu sĩ nhân loại độc giao lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lập một cái, trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe lên, nói Việc toàn nghề thú bị giết ta có nghe, nhưng còn việc phạm thánh chân phiến bị mất thì ta hoàn toàn không biết. Nếu không có vật truyền thừa này, toàn nghề thú bộ tộc chắc chắn không thể nào ngồi yên ở vị trí vương tộc ở vạn trượng hải. Chẳng lẽ giao long nhất tộc không muốn làm chủ chủ hải vực này? Liệt phong thú trên mặt thần sắc vừa động, hướng về phía độc giao cười quỷ dị, hỏi. Cái này ta không biết bởi vì ta ít quan tâm đến chuyện trong tộc. Nhưng ta lại rất là hứng thú đối với công pháp ghi trên phạm thánh chân phiến là tam phạm thánh công. Nghe nói công pháp này là hoang cổ mật thuật thượng cổ yêu tộc lưu truyền đến nay, uy lực vô cùng lớn. Nhưng đáng tiếc công pháp này ghi lại trên vài mảnh phạm thánh chân phiến đã sớm thất lạc, rất khó mà giống như công pháp lúc đầu độc giao mới đầu trên mặt lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú, tiếp theo vừa lại tiếc hận nói. Ha ha, Vũ Huynh cũng rất tham lam, cái hoang cổ mật thuật ta xem ra cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Ta cũng không tin công pháp hóa long quyết của giao long tộc lại thấp hơn cái công pháp đó quy yêu đột nhiên cười ha hả sen vào nói mấy câu. Điều này cũng đúng, hóa long quyết của long tộc ta tu luyện đến tầng cao nhất, có thể biến giao thành long thì chắc chắn là công pháp đứng đầu rồi độc giao nghe lời này xong, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạo sắc, có chút tự đắc nói. Phong Hy thì mỉm cười cũng không có bình luận việc này. Phạm Thánh chân phiến, Hàn Lập ngồi ở một bên nghe được tên này, thần sắc bên ngoài vẫn như thường, nhưng trong lòng không khỏi động tâm, liền nghĩ đến cái đồ vật bằng đồng mà mình mới có gần đây. Vậy trên đồng phiến này ghi lại đúng là công pháp yêu tộc, hơn nữa thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ. Thật sự là đúng dịp như vậy sao, không biết nhị yêu đàm luận có phải chính là vật ấy hay không nữa. Mặc dù không biết Phạm Thánh chân Phiến sử dụng như thế nào, nhưng vừa nghe nó là vật truyền thừa của yêu tộc, vì vậy cũng nên quan tâm đến việc này một chút. Chẳng lẽ tên Hắc Phu Tu Sĩ chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này? Hắn là tu vi kết đan trung kỳ thì việc tiêu diệt một con yêu thú cấp 7 cũng không phải là không có khả năng. Hàn lập tự nói thầm một mình, trong lòng cũng không có lo sợ nhiều. Hiện tại bây giờ hắn còn nhiều việc cần giải quyết, cái mạng nhỏ khó mà giữ được lâu. Đây thực sự là một việc khó giải quyết, có lẽ cảm giác được Hàn Lập ở chỗ này thì có nhiều việc bí mật không thể nói được. Vì vậy Phong nghi lúc này quay sang nhìn Hàn Lập thản nhiên nói. Lệ đạo hiếu, người mới vừa tiến vào kết đan hậu kỳ nên cần phải củng cố lại cảnh giới của mình. Phong mỗ không mong đến lúc luyện chế pháp bảo, pháp lực cửa các hạ đột nhiên không đủ để xảy ra việc ngoài ý muốn. Người đi theo quang cầu mà về trước phòng nghỉ, tu luyện một chút. Nói xong lời này, liệt phong thú khoát tay, từ đầu ngón tay bay ra một viên cầu ánh sáng màu trắng, bay về hướng cánh cửa bên cạnh. Hàn lập không có lựa chọn, chỉ có thể cười một chút rồi đứng dậy rồi theo hướng quang cầu. Lúc này thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít chuyện của yêu tộc. Khi hắn đi tới cửa thì phía sau vừa lại truyền đến phong ghi lời cảnh cáo. Bình thường tốt nhất thì đạo hữu nên đợi trong phòng không nên đi ra ngoài, đừng làm cho phong mỗ hiểu lầm thì không tốt đâu. Tên yêu tộc này thản nhiên nói, đưa lưng về phía tam yêu, thân hình hàn lập có chút dừng lại, nhưng sau đó không nói gì hết mà đi ra khỏi cửa. Không có việc gì chứ, ta xem tiểu tử này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ. Sợ rằng khi đến lúc mấu chốt của việc luyện bảo, lại xảy ra việc ngoài ý muốn độc giao nhìn tới chỗ hàn lập vừa đi qua, dị sắc trong mắt chợt lóe lên nói. Yên tâm, lần này luyện chế phong lôi xí là do ta làm chủ, còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực mục thuộc tính cho khí cụ mà thôi việc luyện bảo này ngay từ đầu đã không cần hắn làm chủ mà chỉ có thể cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi hơn nữa trong cơ thể hắn đã có một luồng tà khí do ta tạo nên hắn không dám suy nghĩ bậy bạ đâu phong hy khóe miệng vểnh lên vừa cười lạnh vừa nói nói đến hỗn độn tà khí ta nhớ kỹ trong bích diễm tử hình như không có thứ này không phải phong huynh đã động tay động chân vào trong đó sao tên quy yêu bỗng nhiên cười nói tiếp Hắc hắc, đây là chuyện đương nhiên, ta cho hắn dùng loại bích diễm tửu đã được đặc biệt luyện chế. Cái hỗn độn tà khí này đúng ra phải nói là hỗn độn ma khí mới đúng. Trước đây nhiều năm ta đánh chết một vị ma đạo tu sĩ, từ trên người hắn luyện hóa ra thứ đồ vật này. Đối với ma khí này khi ở trong cơ thể, chính ta cũng cảm thấy khó chịu rồi, mà việc khu trừ nó thì còn khó giải quyết hơn nữa. Phong hy sờ sờ cái ngân quan trên đầu, trên mặt hiện lên vẻ xảo trá. Độc giao cùng quy yêu nghe lời này xong, liền nhìn nhau cười mọi lo lắng nghi ngờ đều không còn nữa rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà đá căn phòng này bố trí vô cùng trang nhã ngoại trừ cái gường bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo còn có vài bồn hoa lạ mắt trông rất là xinh đẹp sau khi viên quang cầu đưa hàn lập tiến vào trong căn nhà đá lập tức tự nổ nhẹ một tiếng rồi tản mắt mất tiêu hàn lập thấy vậy liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại sau đó nhanh chóng lấy ra vài cây trận kỳ phóng nhẹ tới mấy góc phòng tạo thành một cái pháp trận nhỏ bao phủ chỗ này lại hàn lập thở ra một hơi dài rồi ngồi im không quan tâm đến việc đối phương có giám sát mình hay không trận pháp này mặc dù không có hiệu quả phòng ngự nhưng có thể dự báo được việc ngoại nhân không có hảo ý nhìn trộm làm như vậy nhất định là làm cho liệt phong thú có chút tức giận nhưng cũng không vì vậy mà làm cho lớn chuyện ra tự đánh giá việc này xong hàn lập cần tập trung suy nghĩ giải quyết những những việc trước mắt trước hắn đi vài bước tới cái giường trước mặt khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt rồi dò xét trong cơ thể của mình sau một chén trà nhỏ công phu, Hàn Lập cau mày mở mắt. Tình hình trong cơ thể vẫn giống như trước, không phát hiện ra việc gì lạ thường. Xem ra yêu tu này không phải nói nhăng nói cuội mà gạt hắn, có lẽ lúc này còn mới nên tà khí còn chưa phát tác nên rất khó phát hiện. Hàn Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngày hôm sau, Phong Hy đứng trước cửa phòng của Hàn Lập, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ vật giống nhau rồi ngưng thần đánh giá, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, rồi mở cửa, tiến vào phòng. Đi, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện bảo. Vũ, quy hai vị đạo hữu đang ở phòng luyện khí chờ chúng ta khi nhìn thấy Hàn Lập, mắt vị yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói. Sau đó, hắn mang Hàn Lập theo ra khỏi phòng, đi thẳng tới đến phòng luyện khí của động phủ. Sau khi đi được một hồi lâu, tên yêu tộc này đưa Hàn Lập đi tới trước một vách tường màu xanh ngọc bích. Tới nơi, hắn không một chút chân liền đấm một cái lên bức vách màu xanh ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ sau đó, tên yêu tộc này đứng một bên ra hiệu bảo Hàn Lập vào trước. Hàn Lập đứng trước cửa liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy bên trong một màu đỏ rừng rực, có một cảm giác cực nóng từ bên trong tuôn trào ra. Thật là có chút môn đảo, hai mí mắt Hàn Lập hơi khép lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Sau khi nhìn rõ mọi vật ở trong này Hàn Lập thật sự kinh ngạc. Tên độc giao cùng với Quy yêu cũng đang đứng ở trong phòng, việc này ngoài cả suy nghĩ của Hàn Lập, chỗ này đúng là một chỗ địa hỏa trì. Chỉ thấy một cái bàn vuông cực lớn hơn 10 triệu nằm ở giữa trung tâm của phòng, bên trong hỏa diễm nóng đỏ bừng bừng, đang gào rít không ngừng. Còn bốn phía thì bố trí một cái trận pháp dùng để luyện chế pháp bảo cực kỳ phức tạp và to lớn. Hàn Lập vừa thấy vậy trong lòng liền hoảng sợ. Hôm nay với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng với tạo lập pháp trận, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của nó, nhưng trận pháp này không phải loại nhỏ. Mà với khả năng hiện tại hắn cũng không có thể tạo ra được loại trận pháp này. Nhìn thấy Hàn Lập đi vào, độc dao nhị yêu chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, rồi làm như không thấy quay mặt đi chỗ khác. Tốt, bây giờ mọi người đã đến đông đủ. Vũ, quy nhị vị hiền đệ, ta cũng đã sớm nói qua những nguyên lý luyện chế của trận pháp. Còn lệ đạo hữu chỉ cần đứng trong góc của pháp trận, không cần làm gì hết ngoại trừ việc không ngừng cung cấp một linh lực cho trận pháp mà thôi. Bây giờ, lệ đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều về những việc khác. Phong Hy dùng một ngón tay điều khiển ở một góc trận pháp, trừng mắt nhìn Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói. mươi 545, lôi bằng chi cốt, bây giờ vãn bối mà còn suy nghĩ viễn vông gì nữa chứ? Hàn Lập nhìn địa hỏa chi đang hoạt động, không khỏi cười khổ hồi đáp. Đạo hữu biết lợi hại là tốt rồi phong hy mặc dù trong miệng nói như thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, xem ra không tin những lời Hàn Lập vừa nói. Hàn Lập thấy vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ khổ não, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão yêu quái sau đó đi tới một góc của trận pháp rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi thấy Hàn Lập thành thật đi tới vị trí do mình chỉ định thì Phong Hy mới hài lòng gật đầu, xoay mặt đối diện với độc giao cùng quy yêu khách khí nói. Hai vị hiền đệ cũng nên tiến vào trận pháp, chuẩn bị một chút, độc giao cùng quy yêu nghe xong lời này liền bước đi vào bên trong trận pháp, đi tới trận nhãn đã ghi nhớ sẵn. Phong Hy cười khẽ một tiếng, vỗ túi chữ vật bên hông một cái. Túi chữ vật chậm rãi phóng ra đi tới giữa không trung của địa hỏa trì, từ trong túi chữ vật một đạo ánh sáng mờ mờ từ từ phun ra. Trong ánh sáng mờ đó, một đạo ngân quang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, rồi nó dần dần to hơn, trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh bằng xương trắng lớn khoảng một trường. Đôi cánh này, một bên chỉ còn một nửa, còn bên kia thì bị nát vụn không còn nguyên vẹn. Tuy vỡ nát, trông chẳng còn dáng vẻ gì, nhưng tàn cốt này vẫn chấp lóe ngân quang, tản mát ra một cổ uy lực khổng lồ làm cho người khác phải sợ hãi. Đây là lôi bằng chi xí, mặc dù đã bị tàn hại rất nhiều, nhưng xem ra không giống như bình thường. Thật không hổ là hoang dã kỳ điểu, độc dao ngưng nhìn đôi cốt xí này, trong miệng phát ra những lời khen ngợi rất là ngạc nhiên. Đây là tự nhiên rồi, lôi bằng điểu không phải gặp đại hạn tỏa hóa mà chết. Mà hai cốt bị tàn phá hư hao như vậy, chắc chắn là là bị người ta vây khốn lại rồi bị tấn công đánh cho chết. Nếu không, lấy tốc độ ngạo thị thiên hạ của lôi bằng, hơn nữa đã tiến tới tu vi hóa hình mặt kỳ, cho dù không đánh lại nhưng việc chạy trốn thoát là có thể làm được phong hy mắt không chấp mà nhìn chằm chằm vào vật ấy trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói lúc này trên mặt hàn lập cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thưởng thức lôi bằng cốt xí này bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế thứ này không biết phải mất bao lâu mới có thể làm xong việc này nữa quy yêu dường như không có cảm giác hứng thú đối với cốt xí này sau khi xem được một lát thì có chút vội vàng khác thường thúc giục mọi người làm việc phong hy vừa nghe xong lời này liền kinh ngạc nhưng lập tức dường như hắn nhớ tới cái gì đó liền cười to lên. Ha ha, ta thật là vô ý quá. Quy Hiền Đệ vừa mới vượt qua hóa hình kiếp chưa đủ trăm năm cho nên tự nhiên cảm thấy không thoải mái đối với đồ vật có lôi thuộc tính. Chúng ta đây cũng đừng trì hoãn, đồng loạt thi pháp. Độc giao tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người vừa nói xong, còn Hàn Lập thì hạ giọng than nhẹ một tiếng. Trên người của bọn họ chậm rãi xông ra các luồng yêu khí cực kỳ cường đại, rồi phân biệt ra quang mang ba màu trắng, lam và vàng. Không biết là ba người này đang phóng thích yêu khí để vận hành, di chuyển pháp trận hay là pháp trận bị ba người đang thi triển thủ đoạn, ám kích để nó vận hành lên. Một ánh sáng nhỏ chớp bên bên trong, trận pháp này bắt đầu chuyển động. Vây quanh bốn phía có hơn 10 khối linh thạch bậc trung phát ra ánh sáng rất chói mắt. Trong lòng Hàn Lập có chút bất an nhìn ra bốn phía đánh giá một chút. Đúng lúc này, phòng hì bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hợp lại rồi sau đó tách ra, hai đạo ánh sáng màu trắng hình trụ đồng thời bắn ra tiến thẳng vào bên trong trận pháp. Một tiếng vù vù xé gió phát ra, trên mặt đất xảy ra một trận chấn động nhỏ, từ trong trung gian pháp trận là địa hỏa trì, lửa bắt đầu bắt đầu quay cuồng bành trướng to lớn hơn. Xoẹt một tiếng, một đoàn các quả cầu lửa, mỗi quả to chừng cái đầu lâu từ trong địa hỏa trì bắn nhanh ra, thẳng đến cốt xí đang lơ lửng ở trên. Một tiếng xé gió lập tức vang lên, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tươi bao cốt xí vào trong. Thấy này tình cảnh này, ở phía đối diện, độc dao cùng quy yêu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền đồng loạt vươn hai tay lên. Một đám tia sáng thật lớn màu lam và màu vàng, dày đặc từ trong tay phun ra, xuyên thấu qua ngọn lửa, rồi quấn chặt lấy cốt xí bên trên, ánh sáng giao thoa bắt đầu biến hình. Chỉ sau một phút công phu, hai người dựa vào những sợi tơ ánh sáng này đã tu bổ cốt xí bị tàn phá nặng nề trở về hình dạng đầy đủ ban đầu. Hàn Lập xem đến đây, trong lòng cảm giác đã được mở rộng thêm hiểu biết và tầm mắt. Còn lúc này dị quang trong mắt Yêu Tu Phong ghi chợt lóe lên, hai tay bắt quyết, mười ngón tay cấp tốc bắn ra. Liền có mười đoàn ánh sáng màu trắng lớn nhỏ khác nhau phóng ra, chuyển xác đi tới phía trên cốt xí. Đồng thời trong đám hỏa diễm, một tiếng như sấm xé gió chói tai bất chợt vang lên, rồi dùng sợi tơ tu bổ hoàn toàn cho cốt xí, còn lại một chút bắn ra vô số những tia điện hồ thật nhỏ. Mấy tia điện hồ này cực kỳ tinh tế, ngân quang sáng chói trong lúc bắn ra liền nhanh chóng dung nhập lại với hai đạo tơ màu lam, vàng. Sau khi dung nhập với nhau, ngân quang của tơ liền nổi lên, rồi sau đó chuyển sang màu trắng bạc. Nhìn thấy việc này xuất hiện, phong hy liền trở nên trịnh trọng rồi dậm chân mạnh một cái. Một đạo pháp quyết, truyền vào bên trong trận pháp, phục phục vài tiếng truyền ra. Năm đạo ánh sáng với màu sắc khác nhau từ bốn phía của địa hỏa chỉ bắn ra, đồng thời phóng tới cốt xí rồi tập hợp lại với nhau thành một điểm quang mang chói mắt hai mắt của Hàn Lập có chút ngẩn ngơ rồi khẽ nhíu lại, ngay khi hai mắt hồi phục lại bình thường thì trên không trung xuất hiện một cái lồng ngũ sắc sáng chói hào quang. Thần sắc trong mắt của Hàn Lập thay đổi, nhưng lập tức hồi phục lại như thường. Ngọn lửa bao vây xung quanh ngân bạch cốt xí, rồi từ trong màn hào quang bắt đầu thiêu đốt nó, nhìn thấy không có gì là khác thường. Còn đám phong hy tam yêu phía dưới, không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhàng. Bước đầu tiên, xem ra đã thành công mà không có gì sai sót cả. Một lúc sau, phong hy với sắc mặt rất là thoải mái móc ra từ trong người một khối tinh thạch trong suốt màu xanh không biết nó là vật gì không chút do dự ném nó vào bên trong màn hào quang chỉ một lúc sau tinh thạch này liền mềm và chảy ra thành dịch lỏng phong hy vội vàng phát ra đám tơ màu trắng khống chế tinh dịch này từ từ thấm đều lên bề mặt của cốt xí làm xong hết những việc này trên mặt của phong hy liền hiện ra vẻ thận trọng hắn liếc mắt nhìn sang phía bên kia chỗ nhị yêu một cái dường như nhờ làm việc gì đó rồi từ trong miệng hô ra một tiếng phong. Sau đó liền mở miệng, một viên đan châu màu trắng trong suốt từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt tiến vào bên trong màn hào quang. Độc dao cùng quy yêu cũng không dám chậm trễ liền cùng nhau phun ra yêu đan do chính bản thân khổ tu nhiều năm mới có, bay vụt tới không chung truy đuổi rồi quấn lại với nhau. Lúc này Phong Hy vươn tay ra, một đạo pháp quyết bay vụt đến yêu đan của chính mình, đồng thời đan hỏa phong thuộc tính màu trắng từ yêu đan hung hung bắn ra bốn phía, còn hai yêu đan màu vàng và lam còn lại thì có tình hình khác đi. Bọn họ độc giao cùng với quy yêu thao túng, đồng thời phun ra hai viên đan hỏa to bằng ngón cái, sau đó trên đường đi lại giao hòa hội hợp cùng nhau, phát ra mấy tiếng bụp bụp. Liền sau tiếng nổ đó liền hóa thành ngọn lửa với ngân quang chấp lè. Sau khi hai loại đan hỏa này xuất hiện, lập tức thu nạp hơn một nửa địa hỏa màu đỏ từ bốn phía vào, thành thế nhất thời to lớn hẳn lên. Sau đó, dường như có linh tính, chúng liền phóng tới bao quanh cốt xí rồi chậm rãi luyện hóa. Lúc này trên mặt Phong Hy lộ ra vẻ mặt rất là vui mừng không thể che đậy, liếc nhìn nhị yêu một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Độc giao cùng quy yêu cũng làm giống như thế. Trong lúc này, trận pháp thật lớn ở bên trong vẫn yên tĩnh không xảy ra tiếng động gì. Hàn Lập ngồi một mình ở một góc, trầm mặc không nói, nhưng trong mắt vẻ khác thường chấp động không ngừng. Khi nhìn ra chung quanh xem một chút, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ hắn không biết trận pháp này xếp đặt như thế nào, ngay khi cái lồng ngũ sắc vừa hình thành trên không trung, thì ngay chỗ Hàn Lập ngồi cũng xuất hiện cái lồng giống như vậy nhốt hắn vào bên trong làm cho hắn không thể di chuyển được. Nếu không phải bên trong cái lồng không có ngọn lửa xuất hiện thì Hàn Lập còn hoài nghi, liệu tam yêu này có ý định xem hắn như là một loại tài liệu luyện hóa hay không. Hàn Lập có chút lo sợ, nhưng đến bây giờ vẫn còn bình yên vô sự, trong lòng càng thêm lo lắng hơn. Đúng lúc này, có dị trạng xuất hiện màn hào quang sáng mở chợt lóe lên lúc sáng lúc tối. Đồng tử của Hàn Lập hơi co lại một chút, rồi sau đó khôi phục lại như bình thường. Trong lúc chờ đợi này, hắn cảm thấy thân thể có chút khác lạ, hắn không khỏi dùng mình vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy ánh sánh trên cái lồng ngũ sắc từ từ tối xuống, trên người hắn bắt đầu thả ra một đoàn thanh quang mờ ảo khó nhận thấy. Mặc dù rất ít, nhưng linh lực của hắn thực sự bắt đầu lan ra ngoài cơ thể, rồi bị màn hào quang chậm rãi hút đi, Hàn lập nhướng mày, sắc mặt liền âm trầm nặng nề. Xem ra Tam yêu không cho hắn nhúng tay vào việc luyện bảo, giờ phút này chỉ coi hắn như là một khối linh thạch thật lớn để sử dụng mà thôi. Nhưng nghĩ lại mọi việc, thân sắc của hắn liền trở lại như thường, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, Tam yêu sẽ vây khốn và hấp thụ lấy đi linh lực của hắn mãi được. Theo hắn phỏng đoán, sớm muộn gì thì bọn họ cũng nhờ hắn ra tay tương trợ. chương 546, Phong lôi hợp, Hàn Lập mặc dù đã sớm đoán trước việc luyện bảo đòi hỏi không ít ngày tháng, nhưng đến tận 5 tháng sau, ba gã yêu tu trừ việc ném vào đan hỏa một chút tài liệu kỳ quái ra thì vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất không có gì rời nửa bước. Điều này làm cho Hàn Lập có chút hoảng sợ, phải biết rằng từ lúc luyện bảo đến giờ, tạm yêu ngoại trừ ba bốn lần dừng lại khôi phục pháp lực, còn lại đều giữ cho yêu đan lơ lửng trên không trung và phun ra đan hỏa, nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra cực kỳ thong dong. Thật không hổ là yêu thú cấp 89, pháp lực xác thực là thâm sâu không lường được. Hàn lập bởi vì không ngừng luyện khí, cho nên pháp lực thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái sung mãn nhất, nên linh lực bị màn hào quang hấp thụ không đáng kể chút nào. Mắt thấy đàn hỏa đang ở trong cốt xí ngày càng trong suốt và dường như có tiếng lôi minh, phong khiếu chuyển đến. Ánh mắt phong hy ngày càng lộ rõ vẻ vui mừng, hàn lập trong lòng biết thời điểm phong lôi xí đại công cáo thành dường như không còn xa nữa mặc dù ở nơi này mấy tháng trời nhưng hàn lập quan tâm nhất là trong tà khí vẫn không xuất hiện cơ thể thậm chí không có dấu hiệu chút tồn tại nào điều này làm cho hàn lập có chút buồn bực có điều hắn cũng âm thầm tự đánh giá lại một chút cảm giác việc này có liên quan với việc pháp bảo ích tà thần lôi ẩn tàng trong cơ thể dù sao bản thân thần lôi này có diệu dụng đáng ma ích tà chẳng lẽ tà khí sớm đã được thần lôi tự động thanh trừ sạch sẽ nghĩ tới đây hàn lập trong lòng tự nhiên mừng rỡ Kỳ thật nếu tà khí thực sự xuất hiện, hắn cũng có ý định sử dụng thần lôi này diệt đi. Nếu không thành công thì có thể mạo hiểm thu nhỏ vệ kim trùng lại, nuốt vào trong bụng, cũng có thể mạnh mẽ cắn nuốt tà khí này. Cho nên thủ đoạn khống chế của liệt phong thú này trong mắt hàn lập căn bản không đủ làm cho hắn sợ hãi, ngay từ đầu đã không có để ở trong lòng. Lão yêu tuyệt cũng không nghĩ ra mặc dù hắn tu vi không cao nhưng trên người trí bảo, linh vật nhiều đến dọa người. Hậu hoạn không lo nhưng hàn lập lại càng không thúc thủ đợi chết. Trong đầu Hàn Lập sớm đã có vài kế thoát thân, trong đó lại phân tích lựa chọn vài kế khả thi nhất chuẩn bị xem xét tình huống cụ thể mà tùy cơ ứng biến sử dụng. Quả nhiên qua một tháng, Liệt Phong thú vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dường như cảm giác được việc luyện hóa không sai biệt lắm, sắp có bước hành động tiếp theo. Hắn mở đôi mắt, ngưng thần xem cốt xí sắp sửa đại thành trong không trung, hít sâu một hơi. Đột nhiên trong không trung xuất hiện liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết, nhất thời đan hỏa hoàn toàn biến mất và hiện ra ba miếng yêu đan cùng hai cốt xí yêu đan giờ phút này nhìn có lúc phát ra ánh sáng rực rỡ lúc có chút ảm đạm đây là do tam yêu sau mấy tháng duy trì liên tục phun ra đan hỏa nguyên khí có chút tổn thương nhưng hai cốt xí lại hoàn toàn trái ngược chẳng những hình thái thon dài đầy đủ mà còn tản ra hai loại nhũ bạch cùng ngân quang lộng lẫy trông dáng vẻ rất bắt mắt phong hy không trần trừ mà hướng tới yêu đan chỉ một cái yêu đan sau khi quay tròn một lúc thì từ không trung bay vụt quay về bị thu hồi vào trong bụng độc dao và quy yêu nhìn thấy màn này sau khi nhìn nhau một cái cũng cách không thu hai quả yêu đan còn lại quay về. Không nói một lời, Tam yêu lập tức nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng mấy ngày sau, Phong y và hai yêu tu mới hồi phục và bổ sung được pháp lực, nguyên khí. Lúc này Liệt Phong thú cấp 9 rốt cuộc quay mặt xem Hàn Lập một chút, sau đó tiếp tục vây khốn Hàn Lập trong màn hào quang và đánh nhanh tới một đạo pháp quyết. Một luồng hồng quang chợt bay vào tới như mũi khoan nhọn sông vào màn hào quang. Màn hào quang chợt mãnh liệt rung động, rồi tự tiêu biến. Tuy nhiên thần sắc Hàn Lập vẫn tỏ ra như thường, không có lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Tiếp theo, ta cùng hai vị hiền đệ muốn hợp nhất hai cốt xí làm một. Bắt đầu bằng phong lôi tương dung nhưng trong đó phải có đạo hữu sở hữu linh lực mục thuộc tính để giữ cân bằng, tiến hành điều hòa. Lệ đạo hữu chuẩn bị xong chưa?" Phong Hy thần sắc hòa hoãn nói. "Biết rồi." Hàn Lập không có nói thêm gì, ngắn gọn đáp rồi chậm rãi đứng dậy. Thấy thần sắc Hàn Lập như vậy, Phong Hy ngược lại lại mặt nhân cau mày trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bất thình lình co ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang vù một tiếng bắn thẳng đến Hàn Lập. Thân sắc Hàn Lập đại biến, do dự một chút nhưng sau đó cũng không có dũng khí né tránh, tùy ý để bạch quang này tiến vào trong cơ thể, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên. Phong tiền bối, đây là ý gì? Hắn nhếch miệng nói, thanh ấm có chút âm trầm hỏi. Yên tâm, phong linh kính này không có gì đáng ngại. Qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tan mất nhưng trong thời gian này này, ta chỉ cần thúc giục pháp lực một chút, đạo hữu sống cũng không bằng chết. Người tự thu xếp, tốt nhất không nên có chủ ý khác phong linh âm trầm nói. Nghe lời này, hàn lập trong tâm âm thầm kêu khổ. Ban đầu chuẩn bị vài kế thoát thân nhưng nay dường như hơn phân nửa không có hiệu quả. Thấy hàn lập rốt cục có bộ dáng tức giận, liệt phong thú lại cảm thấy hài lòng. Hắn không hề để ý tới hàn lập nữa, ngược lại lấy từ túi chữ vật ra ba cái bình nhỏ, trong đó ném hai cái phân biệt cho nhị yêu, hai vị hiền đệ cẩn trọng, sau khi phong lôi linh lực dung hợp, pháp bảo sẽ hấp thu một lượng linh lực rất lớn. Trong mỗi bình nhỏ có một giọt linh dịch vạn năm, chờ lúc pháp lực không đủ thì uống vào để bổ sung linh lực, đảm bảo cho quá trình dung hợp không được gián đoạn, không xảy ra bất kỳ việc gì. Nếu có sơ suất gì thì phong lôi xí này sẽ không có cách nào xuất thế lão yêu cực kỳ trịnh trọng dặn dò. Cứ việc yên tâm, vũ mỗ nhất định tận lực độc giao nghe nói bên trong là linh dịch vạn năm thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng tiếp theo sau đó nhanh chóng đáp ứng được quy mỗ cũng muốn nhìn phong lôi xí này sau khi luyện chế thành công rốt cuộc có thần thông gì quy yêu đứng bên cũng vỗ ngực cam đoan phong nghi thấy vậy trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng sau đó hắn không nói một lời hai tay trà vào nhau một luồng bạch quang thô to phun ra bắn lên màn hào quang ngũ sắc trên không trung màn hào quang lập tức run rẩy một tiếng hút gió thấp trầm phát ra năm giải ngũ sắc lập lóe bất định tiếp sau đó quang mang liên tục thay đổi cuối cùng chỉ có quang mang màu trắng sữa có ánh sáng chói mắt còn lại. Ở phía dưới, độc dao cùng quy yêu thấy cảnh này, không dám trần chờ lập tức phóng ra hai luồng quang trụ màu vàng và xanh nhưng đến nửa đường hợp lại hóa thành bạch quang trụ không khác biệt lắm so với linh trụ lôi thuộc tính, phun tới màn hào quang trên không trung. Nhất thời có tiếng ù ù nổi lên, màn hào quang xảy ra dị biến, hai luồng quang mang trắng, bạc đan vào nhau làm phát ra tiếng sấm, quang mang lúc mạnh mẽ lúc yếu nhược, lấp lóe không ngừng. Lệ đạo hiếu, dùng một phần mười tu vi rót linh lực vào phong hy thấy tình cảnh này không chút do so dự hướng tới hàn lập phân phó thanh âm trầm thấp lạnh như băng hàn lập nghe nói biết rằng mình chỉ cần hơi trần chờ chốc lát đối phương tuyệt đối sẽ thúc giục phong linh kính trong cơ thể làm cho hắn một phen khổ sở vì vậy sau khi thần sắc khẽ động hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nghe lời vung một tay điểm chỉ lên không trung một đạo thanh quang tinh tế chiếu vào lưỡng sắc quang mang trong không trung một màn kỳ dị xuất hiện vốn đang phát ra âm thanh ông ông màn hào quang thoạt nhìn có chút không ổn nhưng khi thanh quang được rót vào trong, lập tức âm thanh nhỏ hẳn đi, quang hoa thu liếm, dần dần trở nên ổn định. Tốt, cứ duy trì cường độ linh lực như vậy đưa vào. Phong hy thần sắc trên mặt buông lỏng, có chút hưng phấn nói. Xem ra phương pháp dung hợp linh lực lôi phong do hắn sắp đặt này dường như có khả năng thực hiện. Hai yêu thú còn lại thấy vậy càng tăng phần tín tâm ba yêu thú được trận pháp trợ giúp phía dưới bắt đầu liên tiếp kết xuất ra nhiều thủ ấn phức tạp cũng như đánh ra vô số pháp quyết lên trên màn hào quang một lát sau trên màn hào quang bắn ra lôi điện ngân sắc hòa cùng cuồng phong nhũ bạch sắc phong lôi lực khẩn trương gắt gao bao bọc lấy không gian giữa hai cốt xí bắt đầu dung hợp âm thanh dần dần vang lên phong hy một mặt hô hàn lập gia tăng mộc linh lực đưa vào một mặt ngưng thần cùng nhị yêu thú còn lại cấp bổ sung phong lôi lực cho quang cháo bảy ngày sau một điện hồ cự đại ngân sắc cùng với bạch cuồng phong vù vù xuất hiện không ngừng công kích quang cháo. Tam yêu vẻ mặt khẩn trương, không ngừng đem các loại trấn an pháp quyết, đánh vào quang cháo trên không trung, sắc mặt liệt phong thú càng trở nên lạnh lẽo. Hàn lập đứng trong trận pháp lạnh lùng quan sát tình hình và nghe đối phương chỉ huy, từng lúc rót vào một chút linh lực mộc thuộc tính. Nhưng trên mặt ngẫu nhiên có một tia nôn nóng khác lạ hiện lên, nhưng cuối cùng không có hành động khinh suất gì. Có lẽ, Hàn lập nghĩ thời cơ còn chưa tới tuy sắc mặt có vẻ tiều tụy nhưng linh lực theo pháp quyết không có dừng lại chút nào. Nhưng ba người xác thực pháp lực cũng đã đến tình trạng sắp tiêu hao hết. Mà lôi điện cuồng phong trong màn hào quang mặc dù có vẻ mãnh liệt và bạo ngược nhưng lại bắt đầu xuất hiện một loại hiện tượng cộng sinh kỳ quái. Trong gió xuất hiện lôi quang chớp động, trong điện hồ phát ra tiếng phong ngâm. Tam yêu chứng kiến màn này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng không thể che đậy được. Ngày thứ hai, quỷ yêu có pháp lực yếu nhất liền uống vào linh dịch trong bình trước tiên, pháp lực một lát sau được khôi phục bình thường. Trong mấy ngày sau, Độc Giao và Phong Hy cũng làm chuyện tương tự. Hàn lập lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, sắc mặt không chút thay đổi nhưng tay sờ sờ một vật trong túi chữ vật, trong mắt kín đáo hiện lên một tia quỷ dị. Nếu pháp lực của Tam Yêu một lần nữa tiêu hao gần hết mà pháp bảo vẫn chưa luyện chế hoàn toàn thì có lẽ cơ hội của hắn sẽ tới. Tuy nhiên đối sách này, vốn Hàn Lập cũng cho rằng không mấy đáng tin tưởng nhưng trong hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng chỉ có kế sách này là có vài phần khả năng có thể thực hiện. chương 547, ám toán. Sau hơn 20 ngày qua đi, bên trong gió êm sóng lặng, cuồng lôi kình phong đều biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một đôi cánh màu trắng bạc. Lấy bộ xương làm chủ, dùng các loại tài liệu và huyết nhục của những loài linh cầm khác, đem phong lôi chi lực hóa thành những chiếc lông vũ. Do đó một đôi phong lôi xí đã được hình thành. Tuy hiện tại nó đã thành hình nhưng trên thực tế phong lôi chi lực trên từng chiếc lông vũ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp. Cho nên tam yêu, trong đó phong hy làm chủ tuy pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng vẫn miễn cưỡng đưa phong lôi linh lực vào quang cầu vì sợ công sức lúc trước đi tong. Tuy làm như thế nhưng trong lòng phong hy có chút buồn bực. Hắn nguyên tưởng rằng đổi được ba giọt linh dịch từ mấy tên yêu tu khác là đã đủ để dự phòng sự tiêu hao pháp lực. Nhưng không tưởng được khi bắt tay vào luyện chế phong lôi xí thực sự thì linh lực tiêu hao lại lớn hơn rất nhiều so với dự tính. Cũng may xem tình hình hiện tại, chỉ cần không tiếc hao tổn nguyên khí thì cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đến cuối cùng. Bằng không nếu vì nguyên nhân đó mà quá trình luyện bảo bị thất bại thì hắn chẳng có chỗ nào để cất giữ sự hối hận. Ngay lúc yêu tộc cấp 9 đang thầm than may mắn thì đột nhiên cảm nhận được một tia linh khí dao động xuất hiện ở bên trong luyện khí thất. Mặc dù thời gian rất ngắn và có chút yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Thân sắc phong hy khẽ biến, đưa cặp mắt băng lãnh quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Lập, sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc này mặt mày Hàn Lập tái mét, miễn cưỡng cười cười với hắn. Nhưng trong ánh mắt băng hàn của yêu thú kia chẳng có chút tình cảm nào. Lấy ra đi, hắn đột nhiên ra lệnh, tiền bối muốn gì, thân sắc hàn lập lại càng miễn cưỡng, trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên, đem một cánh tay rụt vào trong tay áo. Hai mắt phong hy nhíu lại, lóe lên một tia hàn quang. Đột nhiên hắn không nói lời nào, nhấc tay lên điểm một cái. Trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang trói mắt, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Hàn lập đứng ở trong trận pháp thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức kêu thảm một tiếng, ngã ra mặt đất. Tay chân của hắn co rút, sắc mặt tím đen, tràn đầy vẻ thống khổ. Hư, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vẻ mặt phong hy lóe lên sự độc ác, lạnh lùng nhìn cái bình bị rơi ra từ trong ống tay áo của hàn lập, sau đó lộ ra dị sắc, cánh tay nhấc lên, tiểu bình liền bay đến phía hắn. Tư vị phong linh kính phát tác không dễ chịu chứ, vừa rồi linh lực của ngươi còn lại không nhiều, thế nhưng hiện tại đã hồi phục không ít, xem ra trong bình phải là loại linh dược gì đó. Lệ đạo hữu chẳng lẽ muốn lợi dụng cơ hội pháp lực bọn ta đại tổn để chạy trốn sao? Liệt phong thú liếc mắt nhìn Hàn Lập, không chút khách khí nói. Hàn Lập lúc này bởi vì yêu thú đã đình chỉ việc thi pháp nên mới miễn cưỡng đứng dậy được, vừa lúc nghe lời nói đó, mặt đột nhiên không còn chút máu, bộ dáng như bị người ta nhìn chúng âm mưu vậy. Người cũng có chút thông minh, ta phải xem xem trong bình là vật gì vì chưa từng nghe qua ngoại trừ vạn niên linh dịch thì còn có loại nào có thể trong nháy mắt bổ sung linh lực được phong hy nhìn nhìn cái bình nhỏ, đan thủ nhấc lên, lẩm bẩm nói. Vũ mỗ cũng chưa từng nghe qua điều này, có lẽ vừa lúc chúng ta cần đến độc dao đứng ở phía đối diện cũng tò mò nói. Lúc này hắn và tên quy yêu kia không ngừng bắt các loại pháp quyết chú nhập vào đôi phong lôi xí để gia tăng tốc độ ổn định của phong lôi chi lực. Tuy nhìn qua thì vẫn còn sức lực hơn so với quy yêu nhưng pháp lực đồng dạng cũng bị tổn hao không nhỏ và đang cật lực chống đỡ. Phong Hy nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng khẽ động, mở nắp bình ra. Một tia linh khí tinh thuần sộc vào mũi, hắn trước tiên nhìn vào trong bình, sau đó dùng cái mũi nhọn người người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sao, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lần này là quy yêu, vì có chút nhịn không được nên truy hỏi. Người tự mình nói đi. Phong Hy liếc hàn lập một cái, thản nhiên nói. Dùng một giọt vạn niên linh dịch pha loãng hàn lập cúi đầu ủ rũ, không tình nguyện nói. Cái gì, thứ đó cũng là vạn niên linh dịch sao? Quy yêu nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn, vui mừng kêu lên. Trong tam yêu thì hắn là người có pháp lực kém nhất và hắn thực sự không tự tin có thể chi trì đến cuối, cho nên mới vui mừng như thế. Hừ, bên trong còn trộn thêm một vài thứ khác, màu sắc có điểm xanh nhạt, đồng thời cũng có chút một linh khí phong hy nhìn kỹ dịch thể này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói. Ta thêm vào trong đó một ít linh dược lâu năm, đồng thời ta tu luyện là công pháp mộc thuộc tính, tự nhiên linh khí càng mạnh càng tốt hàn lập cười khổ, cực kỳ thành thực giải thích. Phong Hy nghe vậy liền nhíu mày, còn muốn hỏi kỹ càng nữa nhưng lúc này Quy Yêu lại lớn tiếng nói. Phong Huynh, nhanh đưa linh dịch qua đây để ta uống rồi nói. Người cũng biết chúng ta hoàn toàn có thể miễn cưỡng duy trì đến cuối nhưng việc đó là tự tiêu hao linh khí chính mình, tu vi sau này sẽ bị giảm đi, ta nhất định phải bổ sung một chút linh lực tên quy yêu kia sợ Phong Hy không đồng ý nên có chút lo lắng nói. Ta đương nhiên biết điều này nhưng linh dịch này, liệt phong thú hiện tại đang trù trừ chưa quyết. Phong Huynh, ta tuy ở xa nhưng vẫn cảm ứng được linh khí tinh thuần ở trong bình, đích xác là vạn niên linh dịch không sai. Nếu đã bị động tay động chân, chẳng lẽ ta, người còn sợ gì độc dược sao? Huống hồ bản thể của ta là độc dao, ăn biết bao nhiêu loại độc, nếu thực sự trong bình có độc cũng không thể qua mặt được ta đâu độc dao tự nhiên mở lời nói. Xem ra hắn cũng không muốn tiếp tục bị tổn hao nguyên khí. Ha ha, ta thiếu chút nữa thì quên mất thiên phú nhận dạng chất độc của độc dao huynh. Nếu là vậy thì linh dịch chia làm ba phần bằng nhau đi, pháp lực ta cũng có chút hao tổn. Sau khi pháp bảo luyện xong, chúng ta cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên phong hy nghe lời này xong, đột nhiên mỉm cười, tiếp theo ánh mắt chuyển động, ngửa cổ uống một phần linh dịch, sau đó mới cười hì hì cấp cho độc dao hắn thân là yêu thú cấp 9 đâu sợ gì mấy loại độc dược, ngoài ra linh khí ẩn chứa trong linh dịch kia là thực chứ không phải giả, hắn tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua. Độc Giao sau khi bắt lấy tiểu bình cũng chẳng kịp nói gì, ngửa cổ uống một nửa số linh dịch còn lại rồi ném qua cho tên quy yêu kia. Quy yêu gấp không kịp đợi, bắt lấy và uống hết, sau đó đem tiểu bình vứt đi. Không lâu sau ba tên yêu thú bắt đầu cảm thấy pháp lực có chút phục hồi nên yên tâm, thở phào một hơi sự nghi ngờ còn lại trong lòng phong hy cũng vì thế mà biến mất nhưng lúc này hung quang trong mắt độc dao lóe lên truyền âm nói với phong hy luyện bảo đã đến giai đoạn này thì tên tu sĩ nhân loại kia chẳng còn tác dụng gì nữa hãy để ta xuất thủ giải quyết hắn đi một tên nhân loại đứng ở bên thực sự cực kỳ chướng mắt yêu thú này vừa nói xong liền lạnh lẽo nhìn nhìn hàn lập trong mắt lóe lên sát cơ tạm thời không cần động đến hắn mặc dù mấy ngày sau này không cần một linh khí hỗ trợ nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận đợi sau khi phong linh xí đại công cáo thành rồi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn ánh mắt phong hy cũng lơ đãng liếc về phía hàn lập lãnh đạm nói được để tên nhân loại này sống thêm vài ngày nữa vậy khẩu khí độc giao có chút bất mãn nhưng cuối cùng cũng nhẫn nại được hàn lập chỉ thấy miệng của hai tên yêu tu mấp máy và tất nhiên là không thể nghe được cụ thể nội dung đàm thoại nhưng thấy bọn chúng đưa ánh mắt không có hảo ý gì về phía mình thì trong lòng hắn cũng lờ mờ suy đoán được vài phần nên lông tóc dựng đứng sắc mặt hắn rất khó coi ngẫm nghĩ rồi không nói gì trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất chậm rãi nhắm hai mắt lại bộ dáng như là đang bó tay chịu trói vậy tam yêu thấy thế liền ngẩn ra nhưng cũng chẳng có ý tứ muốn quản hắn tiếp tục chú ý đêm đôi phong lôi xí ở trên không trung trên thực tế thì lúc này tim của hàn lập đập thình thịch hắn đang từ từ điều động thanh trúc phong vân kiếm tại thể nội phun ra những tia kim sắc điện hồ khống chế để chúng không nổ sau đó giống như những sợi tơ tẩm quấn lấy phong linh kính bị yêu vật hạ trong cơ thể, dùng tầng tầng lớp lớp ích tà thần lôi bao bọc. Tất nhiên với tu vi hiện thời của hắn thì không thể luyện hóa phong linh kính được, ích tà thần lôi cũng không thể quét sạch. Nhưng nếu tạm thời khốn trụ nó, không để nó phát tác thì Hàn Lập có vài phần nắm chắc vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi trói buộc kiền lam băng châu. Lúc này quy yêu đã khôi phục được non nửa linh lực, đang cực kỳ thư thái tiếp tục chú nhập linh lực vào quang cầu thì hắn liếc nhìn độc sao, đang muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt lộ suốt vẻ cổ quái. Quy yêu đình chỉ pháp quyết, té xuống mặt đất, miệng há to tướng nhưng không có thanh âm nào phát ra cả. Một màn kinh người xuất hiện, bụng của quy yêu trong nháy mắt đã bành trướng lên, tiếp theo đầu lâu cùng cổ cũng biến dạng, giống như trong thân thể sinh ra ác quỷ, muốn chọc thủng ra mà ra vậy. Độc dao và phong hy ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời nghĩ đến linh dịch pha loãng kia của Hàn Lập chương 548, thúc thủ vô sách, độc dao nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang trên người đại thịnh, định hành động đối với hàn lập. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt lập tức đại biến, bịch, hai chân quỳ dạp xuống đất, trơ mắt nhìn toàn thân bành trướng, đồng thời không cách nào nhúc nhích và nói chuyện. Muốn chết, nhìn thấy việc này, quang mang trên mặt phong nghi chợt lóe phẫn nộ quát. Tiếp theo thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc quỷ mị hiện ra sau hàn lập, tay vừa nhấc, bốc một tiếng biển thành lợi chảo màu đen, hung hăng xuyên tới. Động tác nhanh như tia chớp, Hàn Lập mặc dù đã sớm cảnh giác, nhưng căn bản không theo kịp động tác đối phương, chỉ có thể hết sức khẩn trương nghiêng thân hình sang một bên. Một tiếng càng truyền đến, Hàn Lập phảng phất bị cự lực đẩy đi, bay ra vài chục trượng và đập vài lần mới miễn cưỡng đứng dậy. Bị một chảo sắc bén của yêu thú cấp 9, thế nhưng hắn lại không bị thủng ngực xuyên tim. Yêu thú Phong Hy cũng không khỏi ngẩn ngơ, hung quang chợt lóe, nhìn kỹ chỗ áo bị chảo xé rách sau lưng Hàn Lập nơi này lộ ra một ít lân phiến bạc trắng chỗ lân phiến mới vừa rồi bị một kích rách nát hơn phân nửa lộ ra một bộ y sam màu đen bên trong nội giáp phong hy cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cười lạnh một tiếng không nói hai lời lần nữa hóa thành thanh phong không thấy bóng dáng cái nội giáp này có thể ngăn một kích của hắn hiển nhiên là đỉnh cấp trí bảo nhưng đòn tiếp theo bảo giáp này cũng sẽ không cách nào cứu cái mạng nhỏ của đối phương hàn lập đối diện trong lòng cũng thầm hô may mắn một chảo vừa rồi nếu như chộp vào đầu, phỏng chừng lúc này hắn đã chết. Mà cái hoàng lân giáp của man hồ tử này cũng thật sự là một kiện dị bảo, lại có thể ngăn cản một kích của yêu thú cấp 9. Có chút thời gian tranh thủ đó, thân hình hàn lập đứng vững, không cần suy nghĩ, thanh quang kim hồ đồng thời dũng mãnh bay ra, thanh quang trói mắt. Kim hồ cuồng vũ, hình thành thanh nguyên kiếm thuẫn khá đổ sộ. Đồng thời hai tay vừa nhấc hơn 20 kiếm quang màu xanh phóng ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt tạo thành một đạo phòng hộ khác bên trong hộ thuẫn. Vừa làm xong hết thảy, thân ảnh cao gầy của Phong Hy hiện ra trước mắt Hàn Lập. Trên mặt yêu tộc tỏ vẻ cực kỳ lo lắng, trong mắt phát lạnh, sau đó há mồm, bạch quang trói mắt dũng mãnh xuất ra. Thần sắc Hàn Lập thầm kêu không hay, lão yêu này lại dùng yêu đan trực tiếp công kích, hắn không hề nắm chắc việc ngăn cản một chút nào. Ngay lúc trong tâm Hàn Lập cảm thấy tê lạnh, miệng Phong Hy đóng lại, thân hình đột nhiên co lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn đứng cũng không xong. Hàn Lập ngẩn ngơ, lập tức chú ý thân thể đối phương rung nhẹ hơn nữa bụng bắt đầu phình lên tu vi lão yêu này mặc dù thâm hậu hơn so với hai con yêu còn lại nhưng dược lực vẫn phát tác hàn lập mừng rỡ không chút khách khí điểm chỉ tới hơn hai mươi thanh thanh trúc phong vân kiếm như ong vỡ tổ điên cuồng bắn tới vây quanh yêu thú loạn trảm mãnh liệt một lát sau nét mặt vừa rồi tươi cười của hàn lập giờ xuất hiện chút ngưng trệ mặc dù liệt phong thú thống khổ quỳ một chân xuống đất hai tay che bụng nhưng quanh thân lại thả ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, quần kiềm công kích, lại không phá nổi vòng hộ quang chút nào. Hơn nữ yêu thú này còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu ngoan lệ nhìn Hàn Lập, dù không thể nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hàn Lập thấy vậy, tâm lý dao động một chút, nhưng lại tự đánh giá, liền phán đoán yêu thú này có bảo vật hộ thân nào đó. Nếu không, dựa vào mức độ thống hận của đối phương đối với mình, nếu có thể phát động pháp lực, khẳng định trước tiên sẽ cho mình một chảo để phát tiết mối hận trong lòng. Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Lập bình tĩnh lại, hai tay bắt nhanh một pháp quyết, nhất thời 14 thanh phi kiếm bay lên không trung. Trong chớp mắt, hai luồng thanh quang bùng nổ giữa không trung, hiện ra hai thanh cử kiếm màu xanh dài khoảng mấy trượng, hàn quang dày đặc. Một tia dị sắc trong mắt Hàn Lập chợt lóe, không chút tiếng động há mồm, hai luồng khí xanh bay ra, phân biệt phóng đến cự kiếm. Vừa tiếp xúc khí xanh, quang mang cử kiếm tại không trung đại thịnh, ngân khẽ một tiếng trước sau hạ xuống, khí thế hung hăng chém về phía trung tâm bạch quang của Liệt Phong thú phanh phanh hai tiếng nổ truyền đến, cự kiếm hung hăng đánh tới bạch quang, thanh mang và bạch quang đan vào nhau. Nhưng khi hai kiếm ép đè bạch quang xuống khoảng một tấc, liền bị bắn ngược trở lên. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập đứng tại chỗ giật mình. Mà trên mặt Phong Hy, lại lộ ra vẻ châm chọc. Thấy loại thần sắc này của đối phương, Hàn Lập không khỏi cả kinh. Giờ mới phát hiện, mặc dù đối phương thống khổ không chịu nổi, thân thể không cách nào nhúc nhích, tiểu phúc trong chốc lát lúc thì biến to, Lúc lại hóa nhỏ, nhưng đầu cùng tứ chi cũng không có biến hóa khác thường. Yêu thú này dường như đang cố gắng cường áp dược lực linh dịch. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, đột nhiên nhớ tới cái gì tương tự, vội vàng xoay mắt nhìn lại hướng hai yêu thú. Kết quả tình hình lọt vào trong tầm mắt làm cho trong lòng hắn phát lạnh. Hai yêu thú cấp 8 độc giao cùng quy yêu, mặc dù thân thể còn đang bành trướng, nhưng đầu và tứ chi thì lại nhỏ hơn một chút so với lúc đầu. Xem linh khí điên cuồng phóng ra trên người chúng, hiển nhiên là cũng đang áp chế dược lực, chỉ là tu vi không thâm hậu bằng Liệt Phong thú, cho nên hiệu quả không như ý. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ngón tay chỉ hai thanh cửa kiếm, trong nháy mắt hóa thành hai đạo thanh hồng, phân biệt chém tới hai yêu thú bên này. Một khi phi kiếm này không cách nào diệt được Liệt Phong thú, không bằng trước trừ hai con này cũng tốt. Sau đó, Hàn Lập nhất nhất vỗ vào túi linh thú bên hông, vô số phệ kim trùng tuôn ra, theo âm thanh của Hàn Lập, phô thiên cái địa đánh về phía Bạch Quang. Liệt phong thú nhìn thấy nhiều vệ kim trùng xuất hiện như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, vô số phi trùng đã bao vây bạch quang từng tầng từng tầng, bắt đầu cắn nuốt bạch quang. Lúc này hai cự kiếm đã phân biệt chảm đến người cự quy cùng độc dao. Hai yêu thú mặc dù biến sắc, nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn kiếm quang màu xanh áp thân. Một trận tiếng động càng càng điên cuồng truyền tới, hai yêu thú bị cự kiếm mãnh kích, không hư tổn một sợi tóc nào hết. Hàn lập thấy vậy, mặt ngốc trệ. Sao có thể như vậy? Liệt phong thú nó có bảo vật hộ thân, mới có thể đón đỡ phi kiếm. Còn hai yêu thú này, phi kiếm thật sự đã chém vào thân thể, lại không hề mảy may bị thương. Chẳng lẽ thân thể yêu thú cấp 8 lại cứng rắn như vậy sao? Lát sau Hàn Lập phục hồi tinh thần, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà dừng tay. Hắn điểm một cái về hướng hai thanh cửa kiếm, luồng điện hồ to như hai cánh tay màu vàng bắn ra, kết thành thực thể đánh tới thân thể hai yêu thú. Độc gia cùng quy yêu bị ích tà thần lôi đánh chúng, hiện lên vẻ mặt thống khổ, nhưng lập tức lại bình yên không việc gì, có điều chừng mắt về phía Hàn Lập, càng trở nên hung ác. Nghĩ rằng việc thứ nhất sau khi chúng có thể cử động chính là sẽ tan Hàn Lập thành từng mảnh. Hàn Lập thật có chút sợ hãi, quay đầu lại xem đám vệ kim trùng của mình, thần niệm vừa động, tất cả vệ kim trùng bay lên, lộ ra liệt phong thú. Mặc dù bạch quang ảm đạm một ít, nhưng yêu thú trốn trong bạch quang vẫn bình yên vô sự. Bạch quang này thật khó đối phó, trên hàng vạn vệ kim trùng đồng loạt cắn nuốt, lại không thể suy yếu bao nhiêu. Hộ thân bảo vật của yêu thú này, thật sự có chút nghịch thiên. Ngay lúc Hàn Lập do dự còn muốn tiếp tục cho vệ kim trùng cắn nuốt hay không, liệt phong thú phong y kia lại có thể mở miệng nói chuyện. Nhân loại, người tưởng rằng chính là tu sĩ kết đan kỳ có thể gây khó khăn cho yêu tộc đã hóa hình chúng ta. Đợi lát nữa, ta sẽ làm cho ngươi nếm mùi vị sống không bằng chết một cách tử tế yêu thú chậm rãi nói, mặt đầy vẻ hung ác. Thanh âm mặc dù cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ tàn nhẫn không thể nghi ngờ. Hừ, có đúng không, Hàn Lập nghe đối phương tàn nhẫn nói, ngược lại lại tỉnh táo. Hắn không trần chờ điểm chỉ lên không chung, một tiếng xé gió từ hàng vạn con vệ kim trùng nổi lên, chuyển phương hướng, đánh về phía hai yêu thú kia. Mà hai thanh cử kiếm cũng điên cuồng chém xuống màn hào quang giữa không chung. Dừng tay, ngươi định làm chuyện ngu xuẩn hả? Ngươi muốn từ nay bị giao tộc trong biển đuổi giết cả đời hả? Phong lôi xí nọ còn chưa có luyện chế xong, sự cố gắng trước đây sẽ bị lãng phí huống chi linh xí này chỉ có phong lôi lực mới có thể sử dụng người lấy thì được gì yêu tu phong hy vừa thấy hàn lập cử động rốt cục kinh hoàng thần sắc biến đổi vội vàng quát hàn lập cười lạnh một tiếng căn bản không có ý dừng tay trong nháy mắt đàn trùng rơi vào trên người hai yêu thú mà màn hào quang bị hai thanh cử kiếm mãnh kích khiến chúng lung lay muốn ngã dù sao vòng bảo hộ này chính là dùng để luyện khí năng lực phòng ngự tự nhiên sẽ không quá mạnh Liệt phong thú thấy vậy, con người vốn xanh biếc có chút đỏ lên, nhưng bị quản chế trong dị vật, nên không hề có biện pháp. Trong nháy mắt, độc dao phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tiếp theo một đoàn huyết quang từ bên trong bắn vỡ ra. Đông đảo phệ kim trùng tiếp xúc với máu, lập tức cùng nhau phân giã, hóa thành một đoàn hắc thủy. Huyết quang này đúng là vật kỳ độc vô cùng. chương 549, phệ dao, hai mắt hàn lập nhấp nháy, toàn bộ sự việc xảy ra hiện lên trong mắt. Bị phệ kim trùng cắn nuốt, lân giáp trên người độc dao rốt cục cũng bị hủy. Nhưng hậu quả của việc ra thịt chóc nát, đã dẫn tới vô số huyết quang từ trong cơ thể bắn ra, rất nhiều rất nhiều phi trùng bởi vậy mà hóa thành độc hủy, không bao lâu, đông đảo giáp trùng trên người độc dao không còn lại mấy. Lúc này, khắp người độc dao cũng đã bị thương, lượng lớn máu màu xanh ngọc chảy ra toàn thân, ánh mắt nhìn Hàn Lập càng hận thấu xương. Hàn Lập trong lòng dùng mình, tên là độc dao đúng là không phải nói cho có. Phệ kim trùng đã tiến hóa đến độ pháp bảo bình thường khó có thể thương tổn, nhưng lại bị độc quang phun một cái, dễ dàng bị diệt. Có thể thấy được độc tính lợi hại tới mức nào, nhưng theo sau, trên mặt hàn lập lại vừa dâng lên một tia cười lạnh. Yêu thú này không biết, phi trùng của hắn không chỉ có chừng này, chính là cho dù liều mạng để phi trùng tổn thất hơn phân nửa, trong ba yêu cũng có thể diệt được một. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn nhanh về phía khác, quỷ yêu bị đông đảo phi trùng hoàn toàn vây quanh. Tiếng cắn nuốt xào xào không dừng lại, nhưng đám trùng cũng trở nên không nhúc nhích. Nếu không phải mơ hồ bên trong có dấu hiệu yêu khí tồn tại, hắn còn tưởng rằng con yêu này đã chết. Mặc dù sinh tâm lý nghi ngờ, nhưng Hàn Lập bất chấp suy nghĩ nhiều, sắc mặt trầm xuống, sau đó hai tay vung hướng lên không trung, xuất ra túi linh thú. Nhất thời tiếng côn trùng kêu vang chấn động cả luyện khí thất, trên không trải rộng hơn 10 vạn tam sắc vệ kim trùng, che kín cả nóc nhà. Chứng kiến số lượng phi trùng, sắc mặt độc giao đầu tiên là biến đổi, tiếp theo lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phong Hy trong bạch quang cũng biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, một đàn linh trùng so sánh với linh thú thông thường mà nói, mặc dù giai đoạn sinh sản ngắn, một lần sinh rất nhiều trứng, nhưng mỗi lần sinh sản phải cách trăm năm thời gian. Sau khi ấp trứng, còn cần hơn 10 năm bồi dưỡng, mới chân chính có thể sử dụng. Hơn nữa linh trùng uy lực càng lớn, cấp bậc càng cao, thời gian hao tốn càng thêm dài. Cho nên trong tu tiên giới, tu sĩ biết khu trùng thuật cho dù nhiều, nhưng bởi khu trùng mà nổi tiếng trong loạn tinh hải cũng không gặp nhiều. Đặc biệt sau kết đan lại càng ít nghe nói, trong đó đại đa số tu sĩ khu trùng, trong đời có khoảng ngàn con đã là quy mô lớn, cho dù gặp may mắn cũng hơn phân nửa là do sư phụ truyền lại, đồ đệ lại truyền phi trùng này cho đời tiếp theo mới có thể miễn cưỡng có được số lượng như vậy. Hơn nữa, linh trùng khác với linh thú, có điểm rất yếu ớt. Mỗi lần đấu pháp, toàn bộ linh trùng bị diệt cũng là chuyện thường thấy cho nên tu sĩ mặc dù biết linh trùng uy lực không nhỏ nhưng lại ít có người tu luyện khu trung thuật lợi hại của vệ kim trùng phong y cùng độc giao đã kiến thức qua cho dù là yêu thú ở cấp độ như chúng cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ bởi vậy thấy hàn lập thả ra số lượng đông đảo như vậy nhị yêu mới cảm thấy khó có thể tin đương nhiên bọn họ không biết vệ kim trùng này cũng chưa tiến hóa đến giai đoạn thành thục nếu không sẽ càng biến sắc hàn lập không để ý đến ánh mắt độc giao lộ ra vẻ kinh sợ cùng oán độc thần niệm vừa động tiếng xé gió của tất cả phi trùng nổi lên, hóa thành từng đàn, từng nhóm cuồng phóng xuống người độc sao. Kết quả, huyết quang từ độc sao đã bị thương phun ra lần nữa, vệ kim trùng bị dính liền phân giã, nhưng đàn trùng trên nóc nhà thấy chết không sờn, không ngừng bay xuống. Chỉ một lát sau, huyết quang bắt đầu giảm bớt trở nên ảm đạp, lại qua một lát, huyết quang bên trong hoàn toàn biến mất. Hàn lập thấy vậy, mắt sáng ngời, đám trùng không chút khách khí bay xuống, trong nháy mắt bao phủ độc sao. Không bao lâu, chiếc cổ cao cao bị đám trùng từ cao biến thành lùn từ lớn biến thành nhỏ lân giáp độc dao không cách nào chống đỡ lâu bị công phá rốt cuộc bị đám trùng gặm nát một mạng ô hô nhìn thấy việc này phong y lập tức biến sắc nhưng sau đó bình tĩnh trở lại chỉ là gương mặt băng hàn phóng nhìn hàn lập hàn lập ngâm nhẹ một tiếng đám trùng rời khỏi lộ ra một chút hải cốt độc dao tại trong hải cốt một viên huyết sắc yêu đan cỡ một nắm tay lóe ra mặt hàn lập hiện lên tia dị sắc còn chưa có hành động yêu đan chợt lóe lên lam quang bay lên không, hướng ra cửa bắn nhanh đi. Hàn lập không chút nghĩ ngợi, ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí màu xanh rời tay, kích vào yêu đan. Yêu đan bị kích di chuyển loạn xạ, đột nhiên từ bên trong bay ra một đoàn lam quang, bao lấy bên trong là một con dao long nhỏ chập trờn, đây chính là tinh hồn của độc dao. Dao hồn vừa thấy hành tung bị lộ, nhất thời huyết quang kinh hoàng chợt lóe, lập tức không thấy bóng dáng. Hàn quang trên mặt hàn lập hiện lên, chợt vỗ vào túi linh thú bên hông một thân ảnh màu xanh từ túi bắn ra, rơi trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt lười biếng của tiểu hầu, bộ dáng có chút mất hứng, chính là một con đề hồn thú. Hàn lập không cố kỵ tâm tình của nó tốt xấu, vỗ nhẹ vào đầu con thú này. Đề hồn thú không tự chủ hừ mũi một cái, một đạo hoàng quang phun ra, xoay quanh một cái giữa không chung, sau đó bao lại bên cạnh một nơi không có bóng người. Kết quả sau khi hoàng quang lóe lên, lộ ra dao hồn đỏ như máu. Sau đó hoàng quang vây quanh, tinh hồn độc dao bị kéo về phía mũi để hồn thú. Dao hồn tự nhiên không chịu đưa đầu vào miệng cọp, nửa đường thả ra lam quang chói mắt, lam quang này này nhất thời kháng cự lại hoàng quang, khiến cho nó bảo trì tại chỗ bất động. Không hổ là thiên địa linh thú hóa hình kỳ, hồn phách thật cường đại, không phải yêu thú cấp 6 7 có thể sánh bằng. Đương nhiên cũng bởi vì đế hồn thú còn nhỏ, nếu không thật có điểm thẹn với đại danh. Nhưng ý của Hàn Lập là không nghĩ tới việc để cho đề hồn thú hút giao hồn vào. Yêu hồn của yêu thú cấp 8 là bảo vật cực kỳ chân quý, hắn tự nhiên không chịu lãng phí. Vì vậy, ngay lúc hoàng quang của đề hồn thú cùng hồn phách độc sao rằng có, thân hình hàn lập chợt lóe đến bên cạnh, sau đó mặt không chút thay đổi năm ngón tay tìm kiếm. Yêu hồn căn bản không cách nào trốn tránh, chuẩn xác bị hắn bắt vào trong tay. Sao hồn liều mạng lay động giấy ruộa trong tay, nhưng tay kia của hàn lập vừa lật, một cái bình ngọc đã sớm được chuẩn bị xuất hiện trong tay. Khất tay vù một tiếng, Sao hồn bị một đoàn thanh quang bao bọc, trực tiếp ném vào trong bình. Hàn lập nhanh tay cẩn thận thu cái bình vào trong túi chữ vật. Lúc này mới thở một hơi. Hàn lập không có ý định trì hoãn thời gian, quay người lại đi đến hướng quy yêu. Nhưng lúc này một tiếng nứt giòn giữa không trung truyền đến, màn hào quang bị hai thanh cử kiếm công kích rốt cuộc bị hủy. Hàn lập cũng không ngẩng đầu, nắm tay hé ra, mảng lớn thanh quang phun ra, cuốn phong lôi xí vừa lộ ra vào trong, khoảnh khắc trở lại trên tay hắn căn bản bất chấp xem xét, chuyển tay nhét vật này vào túi chữ vật. Thấy hành động này, liệt phong thú một bên gần như hộp máu, sắc mặt vốn đã bình tĩnh trở lại, lại hiện lên ánh mắt đầy oán độc lần nữa. Nhưng ánh mắt hàn lập lại rơi vào đám trùng trên cao, một tiếng xé gió phát ra, đám trùng từ trên mặt đất bay lên, lộ ra quy yêu phía dưới. Nhìn vào, hàn lập hít một ngụm khí lạnh, yêu thú này khắp người đều bị thương, huyết nhục mơ hồ, nhưng cả người tản ra hào quang màu vàng nhạt, huyết nhục lộ ra không ngừng nhúc nhích, ngay lúc Hàn Lập hạ mắt xuống thì đã lành lại khỏi hẳn. Trong nháy mắt, miệng chỗ vết thương đã liền hơn phân nữa. Thân thể tự trị, Hàn Lập kinh ngạc, trong miệng có chút phát khổ, cái gọi là thân thể tự trị thực không hiếm thấy trong yêu thú. Rất nhiều yêu thú cấp thấp cũng có được, có thể tự chữa lành vết thương, năng lực tái sinh thân thể quỷ dị. Nhưng loại bản năng thiên phú này phi thường hiếm thấy ở yêu thú cấp cao. Thậm chí Hàn Lập diệt sát nhiều yêu thú cấp 6-7 như vậy, lại hoàn toàn không thấy có một con thuộc loại năng lực tự chữa này. Mà mắt thấy yêu quy cấp 8 đúng là loại thể chất này, tự nhiên làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng như vậy, phiền toái của Hàn Lập có thể rất lớn. Trừ khi một kiếm có thể chém nứt đầu hoặc đánh nát kim đan, chỉ dựa vào phệ kim trùng, nhất thời trong nửa khắc không cách nào dồn đối phương vào tử địa. Tối thiểu trước khi năng lực này của đối phương hao hết, hắn không làm gì được nó. Đáng tiếc, thanh trúc phong vân kiếm hắn chỉ luyện thành trong hơn 10 năm, trong đó tốn hao thời gian bồi luyện kiếm này đã ít lại càng ít. Cho nên, kiếm này cho dù sử dụng nguyên liệu là một trong tam đại thần mộc thiên lôi trúc, về sau gia nhập thêm luyện tinh cực ký chân quý, uy lực một thanh có thể còn cường đại hơn bổn mạng pháp bảo của tu sĩ cùng cấp bậc. Trước kia, hắn dựa vào kiếm này giết yêu thú cấp 6 7, nhưng hơn phân nửa là dựa vào số lượng kinh người của kiếm mới có hiệu quả. Thậm chí một bộ 12 kiếm hợp thành cự kiếm thì uy lực tự nhiên là không thể so sánh đây căn bản cũng là chỗ uy lực cường đại của nguyên bộ pháp bảo. Có điều lúc này, cho dù hắn xuất cử kiếm thuật cũng không đủ để diệt hai con yêu thú cấp 8 đã tu luyện ra đến yêu thể. chương 550, đào nặc giữ truy sát, Hàn Lập thấy không làm gì được hai yêu thú trước mắt thì vô cùng kinh hãi, nhưng hắn sau khi nghĩ lại liền vô cùng chấn tĩnh. Phần lớn yêu thú cấp cao đều chuyên tu luyện thân thể. Mặt khác bọn chúng da dày thịt chắc, thậm chí có thể tu luyện khiến cho thân thể ngang bằng với pháp khí nên cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa yêu thú lại còn sống lâu hơn tu sĩ nhiều lần, thậm chí mấy chục lần. Do đó yêu thú cấp càng cao thì càng có nhiều thời gian luyện thân, khiến cho tu sĩ nhân loại kinh hoàng cũng chẳng có gì là lạ. Nếu mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ dựa vào pháp bảo và trí tuệ thì có thể đánh chết được yêu thú dưới cấp 8, nhưng nếu lại yêu thú đã qua giai đoạn biến thân, tu luyện đại thành, có kiến thức thì ngược lại có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu một trận cân bằng. Giao Long thuộc về thiên địa linh thú, chúng có thể tranh đua cũng với yêu thú cấp 9 bình thường, lực phòng ngự tự nhiên sẽ không nhỏ còn quy yêu trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về lực phòng ngự đối với người vừa mới luyện được một chút bản lãnh phi kiếm mà nói thì việc không thể làm tổn hại hai con yêu thú này cũng không có gì lạ nếu đổi lại là một lão yêu quái nguyên anh kỳ lại có pháp bảo bồi luyện hơn trăm năm trong tay thì hai con yêu thú này tất nhiên sẽ không còn mạng nếu đổi lại là một vị lão quái nguyên anh kỳ không cách nào nhúc nhích nằm trên mặt đất thì với phi kiếm hàn lập cũng có thể dễ dàng giết chết hắn Tất nhiên, nếu đã tu luyện thân thể tương tự yêu thú như man hồ tử thì đương nhiên là ngoại lệ. Cho nên, dù ích tà thân lôi có uy lực vô cùng lớn nhưng lại không hề có tính khắc chế đối với yêu tộc. Thần lôi mặc dù có thể phát ra bởi kim lôi trúc nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì chưa thể phát huy được nổi hai phần uy lực. Hiểu được điều đó, Hàn Lập cũng cảm thấy cũng không có gì phải uể oải. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể tiến cấp thành nguyên anh kỳ, Tốn thêm thời gian trăm năm để bồi luyện Thanh trúc phong vân kiếm thì uy lực của pháp bảo tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Khi đó, dùng phi kiếm mà tiêu diệt hai yêu thú này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao thì Thanh trúc phong vân kiếm cũng là pháp bảo đỉnh cấp do hắn vô cùng tốn công sức để luyện ra. Đối với tiềm lực của nó, Hàn Lập vô cùng tự tin. Hiện tại, hắn đối phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, thậm chí cả yêu thú cấp 7 cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Nhưng với lão quái Nguyên Anh Kỳ và yêu thú cấp 8 thì hắn không dám đối đầu giao chiến. Kết đan kỳ và Nguyên Anh Kỳ đúng là hai loại cấp bậc vô cùng khác nhau. Mấy cái suy nghĩ này trong đầu Hàn Lập chuyển biến vô số lần, nhưng nhìn xuống phía dưới quy yêu cùng bạch quang trên mình phong hy khiến cho mặt hắn nảy sinh dị sắc. Hắn tự hỏi trừ việc mạo hiểm dùng kiềm lam băng diễm một lần ra, căn bản là không gì có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hai con yêu thú này. Cho dù là thế, Hàn Lập phỏng chừng không nói tới quy yêu, chỉ lấy bảo vật hộ thể biến thái của liệt phong thú kia thì tỷ lệ thành công tiêu diệt hai con yêu thú này thật không quá ba phần. Bởi vì kiềm lam băng diễm hắn chưa thể khống chế thành thục, càng không thể khiến cho uy lực của nó tập trung trên người của hai yêu thú này. Tất nhiên sẽ làm cho hiệu quả của băng diễm bị suy yếu đi nhiều. Càng khiến cho hắn trần trừ chính là nếu không thành công tiêu diệt liệt phong thú này thì chẳng khác nào đưa bảo vật cho nó, làm cho đối phương thực lực đại tăng. Nếu là thế thì thà tự bản thân dùng còn hơn sau khi ngưng kết xong nguyên anh thì luyện hóa vật ấy. Khiến cho kiềm lam băng diễm từ nay trở thành đòn sát thủ của hắn. Hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, mà cũng hoàn toàn không có thời gian cho hắn lãng phí. Quy yêu thì thân thể vẫn phồng lên, nhưng bụng của liệt phong thú thì đã xẹp so với lúc đầu hơn một nửa, vẻ âm độc trên mặt hiện ra ngày càng đậm. Hàn lập nhìn xuống, lòng lạnh lẽo. Không chừng chỉ một lúc nữa yêu thú đã có thể hoàn toàn áp chế linh dịch bên trong dược hoàn, lại có thể khu động pháp lực. Vì thế Hàn Lập cắn răng xoay người, túm lấy túi chữ vật dưới chân quy yêu, tiếp theo đá bay yêu quái không nhúc nhích này vào bên trong hỏa trì. Sau đó, hắn tìm ra một túi chữ vật từ trong hài cốt của độc dao, thân hình trượt lóe xuất hiện phía sau liệt phong thú, cũng đá nó bay vào bên trong hỏa trì. Hàn Lập căn bản không hề nhìn tình cảnh của hai yêu thú, hắn hóa thành một đạo cầu vòng phi độn bỏ chạy. Hắn cũng không tin hai yêu thú kia lại thần thông quảng đại đến vậy. Trên biển lớn như thế này, hắn tùy ý tìm một đảo nhỏ là có thể khiến cho bọn chúng không thể truy ra. Oanh một tiếng, thạch môn bị hắn phá tan, hàn lập độn quang biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong luyện khí thất không một tiếng động, chẳng biết là sau bao lâu, từ trong địa hỏa chỉ truyền tới một âm thanh vô cùng oán độc. Sau đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt, từ bên trong địa hỏa phá tan nóc nhà, xuyên thủng cấm chế của động phủ, hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, luồng ánh sáng ở phía trên hòn đảo, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, bay một vòng hết gần lại xa sau khi ánh sáng biến mất liền hiện ra hình dáng của liệt phong thú bộ dáng hắn hoàn toàn không thay đổi tựa như là trong hỏa trì hoàn toàn không thể tổn thương gì hắn nhưng răng hắn nghiến chặt lại hơn nữa tay hắn đang đỡ thân thể không lồ không nhúc nhích được của quy yêu quy yêu không có bảo vật hộ thân toàn thân cháy xém dâu tóc biến mất xem ra đã chịu không ít đau khổ hai mắt liệt phong thú ánh lên bạch quang thu liếm vài phần sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn sau đó tay bắt pháp quyết, trên ngón tay ẩn hiện bạch quang. Một lát sau, khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ hung ác vô cùng. Hắn không nói gì, sau khi xác định rõ phương hướng thì biến thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Hàn Lập đang dùng huyết sắc phi phong điên cuồng chạy trốn chợt toát mồ hôi lạnh toàn thân. Vừa rồi, phong linh kính trong cơ thể bị ích tà thần lôi vây lại, đột nhiên muốn phát tác khiến cho mọi chuyện không ổn. May mà Hàn Lập phản ứng nhanh, vội vàng tán linh lực của phi phong, sau đó mạnh mẽ áp chế dị biến. Tiến vào kết đan hậu kỳ, Hàn Lập tuy không thể hoàn toàn khống chế được huyết sắc phi phong nhưng cũng có thể tùy tâm mà cắt đứt linh lực của nó. Cứ như thế, tính hữu dụng của cổ bảo này tăng lên không ít. Đúng lúc này sắc mặt của Hàn Lập đại biến, tất nhiên là liệt phong thú đã thoát khốn. Hắn không chút suy nghĩ, xác định phương hướng rồi rót linh lực vào phi phong, cấp tốc bay đi. Lúc trước hắn làm cho yêu thú vô cùng tức giận, nếu bị nó truy đuổi kịp, xé xác làm tám mảnh, trừ hồn luyện thần là còn nhẹ. Nhưng khiến cho hắn ảo não chính là dù cách xa như thế, yêu thú lại có thể dùng phong linh kính chế trụ hắn. Điều này rất ngoài ý muốn của Hàn Lập, làm hắn nảy sinh một tia chán nản. Có lẽ khi tại luyện khí thất đó liều mạng bỏ ra kiền lam băng châu mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng bây giờ có nghĩ như thế cũng vô ích, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hồng quang điên cuồng độn đi. Cứ tầm khoảng 2-3 canh giờ, chừng một bữa cơm thì phong linh kính trong cơ thể Hàn Lập lại phát tác một lần, Mặc dù lần nào cũng kịp thời áp chế nhưng Hàn Lập lập tức bỏ chạy chạy khỏi phương hướng ban đầu, để phòng bị đối phương xác định vị trí mà đuổi theo. Mặc dù tốc độ độn quang của Hàn Lập thua xa liệt phong thú nhưng vẫn có thể coi là nắm quyền chủ động, kịp thời bỏ cách đối phương một đoạn xa. Nhưng Phong Hy lại nhờ cảm ứng phong linh kính, lại có thể lập tức đuổi sát phía sau. Cứ như vậy, Hàn Lập và liệt phong thú một trước một sau truy đuổi hơn một tháng thời gian, đi gần hết mặt biển. Trên đường trốn chạy, Hàn Lập lúc thì lo lắng đề phòng, lúc thì lại vô cùng buồn bực. Lý do là hắn không thể luyện hóa liệt phong kính trong cơ thể, có thể vĩnh viễn bị truy đuổi bởi liệt phong thú. Thứ này quả vô cùng cứng cỏi, Hàn Lập luyện hóa một tháng thời gian hoàn toàn không có chút suy xuyển gì. Cái này căn bản kết đan kỳ không thể luyện hóa được. Át à đắc dĩ, Hàn Lập không còn cách nào là toàn tâm bỏ chạy lẩn trốn. Nhưng khiến cho Hàn Lập hơi bất ngờ chính là liệt phong thú cũng không có thường xuyên dùng pháp quyết dò xét vị trí của hắn. Nếu không, yêu thú này đã sớm bắt kịp hắn rồi. Điều này đúng là vô cùng khó hiểu, Hàn Lập hoàn toàn không biết là cách đó mấy ngàn dặm, Liệt Phong Thú cũng đang vô cùng ảo não. Hắn không phải là không nghĩ dùng pháp quyết dò xét vị trí của Hàn Lập, nhưng tình cảnh của hắn và Hàn Lập cũng không khác nhau là mấy. Mặc dù yêu thú đã áp chế linh dịch vào một chỗ, cũng dùng linh lực bao lấy nhưng cứ cách một quãng thời gian nó lại phát tác một lần, làm cho hắn không thể không dừng việc độn quang, vận công áp chế. Mặc dù hắn tự tin cho hắn một khoảng thời gian hắn có thể luyện hóa hoàn toàn vật đó. Nhưng hiện tại, hắn đang theo sát hàn lập, pháp lực thừa không nhiều căn bản không thể luyện chế, chỉ đành mang một bụng đầy độc khí mà liều mạng bám theo. Về phần quy yêu, mặc dù đã sớm hồi phục nhưng khả năng độn quang lại quá chậm, phong hy đành vứt hắn lại phía sau, một mình đuổi theo. Hắn vô cùng căm tức, nhưng đối với tốc độ độn quang cực nhanh của hàn lập cũng vô cùng kinh ngạc. Trong tâm cũng đã đoán ra lý do, có lẽ là do hàn lập có bảo vật gia tốc, chương 551, lôi độn thuật, mỗi ngày qua đi, thời gian mà phong linh kính bộc phát ngày càng dài hơn. Từ lúc mấy canh giờ một lần chuyển sang nửa ngày rồi bây giờ là một ngày hàn lập mới phải áp chế một lần, hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần, phong linh kính cũng an ổn xuống, liệt phong thú cuối cùng đã buông tha không thúc giục nó nữa. Tất nhiên là hàn lập vô cùng mừng rỡ, mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất hàn lập không chút do dự uống linh dịch vào xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỵ mà phá không lao đi bay khỏi phụ cận biển này cách hàn lập mấy vạn dặm trên một hòn đảo nhỏ liệt phong thú đang ngồi xếp bằng trong một cái động trống sắc mặt xanh mét trải qua một thời gian truy đuổi lâu như thế pháp lực của hắn đã tiêu hao hết không còn khống chế được dị vật nữa yêu thú này không thể xa xỉ như hàn lập dùng linh dược vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực bất đắc dĩ hắn đành trú lại tại đảo nhỏ này chuẩn bị tốn chút thời gian hoàn toàn giải quyết mối họa trong lòng sau đó mới đuổi giết hàn lập một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phong lôi xí hắn nhất định phải lấy lại liệt phong thú chín cấp sau khi phát ra lời thề độc mới nhắm mắt vào tiến vào cảnh giới vong ngã hơn một tháng sau hàn lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ xác định phụ cận không có yêu thú cấp cao hay là tu sĩ mới hạ xuống đảo tiến vào một cái thạch động tại cửa động bày ra mấy cái pháp trận pháp ẩn nặc hành tung rồi vội vã ngồi xuống lấy phong lôi xí ra hàn lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ đôi phong linh xí này cần phải có phong lôi lực mới có thể sử dụng vậy mà phong hy lại chỉ có phong lực từ đó có thể suy ra không cần đồng thời cả phong lôi lực mà chỉ cần mốt trong hai thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này bản thân hàn lập có thể khu xử ích tà thần lui tất nhiên cũng có thể dùng bảo vật này mà theo như lời của liệt phong thú thì nó vô cùng kỳ diệu nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó thì với việc bảo vệ tính mạng sau này đúng là có tác dụng rất lớn chẳng qua nhìn kỹ linh xí trên tay hàn lập trên lớp lông vũ màu trắng bạc mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn theo như hắn đoán thì bảo vật này lấy ra khi còn quá sớm nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình mặc dù cũng không phải như là lời nói của yêu thú là hoàn toàn mất đi tác dụng nhưng càng về sau thì uy lực có lẽ sẽ bị giảm. Nhưng mặt Hàn Lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoàng, trích tại đầu ngón tay ra một giọt máu, tiến hành nhận chủ với cái cánh này. Máu huyết bị đôi cánh hút vào bên trong, trong mắt Hàn Lập hàn quang chập lóe, tung cánh lên trên cao. Phong lôi xí bị ném lên giữa không trung sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích. Hàn Lập cũng không thèm nhìn tới. Từ 10 ngón tay bắn ra từng đạo điện quang đến đôi cánh làm bộc phát một trận sấm chấm thấp. Sắc mặt Hàn Lập trở nên trịnh trọng, linh lực trong tay bắn ra ngày càng dày đặc. Không lâu sau, một đạo quang mang màu vàng lóe ra nơi không trung, bọc lấy phong lôi xí ở bên trong. Tiếng sấm xé gió không ngừng vang lên, nhìn thấy cái lồng điện quang của phong lôi xí đang hấp thu ích tà thần lôi, tâm lý Hàn Lập lúc này mới buông lỏng. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập thò tay vào bên trong thần lôi, đem phong lôi xí đang dần hoàn thiện xuống. Do hấp thu ích tà thần lôi nên trên bề mặt trắng muốt mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ vàng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành hàn lập lúc này mới thu lôi điện lại một mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thu phong lôi xí vào bên trong cơ thể sau đó hắn rời khỏi thạch động bay lên trên bầu trời của hòn đảo chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối đứng ở trời cao hàn lập khẽ hít một hơi sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phong lôi xí bên trong cơ thể kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bành trướng sau lưng phục phục hai tiếng chuyển đến một đôi cánh dài hơn trượng hiện ra đằng sau màu trắng tỏa ra có kèm theo chút kim quang. Hàn lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động. Không hề có chút sức nặng cứ như là một vật vô hình đang tồn tại. Hắn có chút tò mò mà vuốt ve nó, phong lôi xí lành lạnh còn mang theo chút cảm giác tê tê. Thấy tình trạng này, hàn lập nhíu mày dùng sức, kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó. Đây là, hàn lập dùng mình nhìn vào bên trong cơ thể, phong lôi xí đang hoàn toàn yên ổn tại đan điền chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang. Cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật. Điều này khiến Hàn Lập hơi ngạc nhiên, bình tĩnh lại, Hàn Lập bắt đầu rót linh lực vào bên trong nó, kết quả khiến cho hai cánh chấp động ánh sáng vù một tiếng, dễ dàng độn đi. Qua lại vài vòng, Hàn Lập sờ cầm, trầm ngâm một hồi. Tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ cả, so với trước kia cũng chẳng khác gì, xem ra phải rót lôi điện lực vào để thử một chút. Nghĩ thế, Hàn Lập cũng không có trần chờ, sử dụng ích tà thần lôi, hai đạo vàng kim dần truyền vào linh xí bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, tiếng sấm truyền ra từ đằng sau, Hàn Lập liếc mắt thì thấy hai cánh lấp lóe điện quang, không tự chủ được mà triển khai, lộ ra khí tức quỷ dị. Hàn Lập tinh thần vừa động thì bên dưới nổ ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng, người đã vô thanh vô tức thuấn di ra bên ngoài cách 10 trường. Lôi độn thuật, Hàn Lập đầu tiên vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mừng như điên. Tiếp đó, hai cánh lại vung lên trong tiếng sấm, người lại tiếp tục xuất hiện bên ngoài hơn hai mười ba mươi trường. Sau một khoảng thời gian, Hàn Lập thân hóa thành một đạo lôi điện bạch quang, biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện tại hơn trăm trượng xa xa, thân hình phiêu hốt vô cùng quỷ dị. Không hổ là độn thuật thần bí nhất lôi độn thuật, tốc độ thì còn lâu ngũ hành độn thuật mới có thể sánh bằng. Không biết pháp bảo này nếu tiếp tục bồi luyện thì có thể nghịch thiên như thế nào nữa đây. Không trách liệt phong thú cấp 9 phải dốc hết sức để luyện chế nó. Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất về tốc độ, nếu dùng thêm cái này thì người trong thiên hạ có thể truy sát nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi Hàn Lập xuất hiện trong một một đạo ánh sáng, khuôn mặt vui mừng khẽ vuốt ve đôi cánh, thì thào nói. Sau đó, bạch quang lại lóe lên, đôi cánh tự nhiên biến mất. Hàn Lập thực không có dự định ở lâu tại nơi này, nhanh chóng ly khai ngoại tinh hải trở về nội hải hắn hiểu rất rõ là mặc dù liệt phong thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết nhưng với tốc độ biến thái của nó thì không bao lâu nữa có lẽ sẽ lục soát hải vực này một lần nữa hắn không có ngu mà ở đây chờ nó tới giết nội tinh hải là thiên hạ của tu sĩ nhân loại tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không có gan xâm nhập chờ hắn tại nội tinh hải ngưng kết thành nguyên anh xong thì sẽ chẳng còn phải sợ hãi yêu thú này nữa về phần hư thiên đỉnh bị lão quái nguyên anh đuổi giết cũng đã là chuyện quá khứ ba bốn mươi năm rồi Danh tiếng của hắn cũng đã bị suy giảm. Hơn nữa tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ, chỉ cần không đụng phải vài tên lợi hại như man hồ tử, đối mặt với đám người cực âm cho dù không thể giết bọn chúng cũng có thể an toàn trốn thoát. Trong lòng bình tĩnh, Hàn Lập quay trở lại thạch động kiểm tra một chút túi chữ vật của quy yêu và độc sao. Bên trong có rất nhiều yêu đan của yêu thú cùng một ít nguyên liệu vô cùng chân quý. Đặc biệt ở bên trong đống nguyên liệu này, hắn còn phát hiện ra một ô OH hắc quy sát bằng nắm tay cùng hơn trăm phiến vảy màu đỏ đây là thứ mà khi yêu thú hóa hình lần thứ hai tạo thành nên chân quý vô cùng. Lại làm cho Hàn Lập bị một phen vui mừng. Nếu dùng hai thứ này luyện chế thành hộ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với hoàng lân giáp của man hồ tử. Nhưng hiện tại Hàn Lập sẽ không làm như thế mà thu lại trận kỳ quanh động khẩu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng tới hải vực của phường thị diệu âm môn. Nếu diệu âm môn đã kiến tạo truyền tống trận, trải qua một thời gian dài như vậy thì có lẽ cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải xông vào truyền tống trận, truyền tống đi nội tinh hải. Hàn Lập cũng không biết phường thị diệu âm môn ở nơi nào, nhưng chỉ cần tìm được tu sĩ nhân loại là ngay lập tức có thể có tin tức. Nhưng hắn không biết là việc hắn giết chết độc giao lại khiến cho tộc trưởng tộc giao long ở dưới hơn ngàn trượng đáy nước tại vùng biển phụ cận nổi giận. Nó chính là yêu thú ly hỏa giao đã tiến hóa tới cấp 9 trung kỳ. mươi 552, tái sấm diệu âm môn. Với tu vi hiện tại của Hàn Lập thì không cần phải dùng phong lôi xí cũng đã nhanh kinh người hơn nửa tháng sau hàn lập xuất hiện tại hoang đảo của phường thị diệu âm môn nhưng khi hắn dùng thần thức đảo qua thì quả nhiên là không có một bóng người do vậy đành phải tìm người để hỏi thăm hàn lập điều chỉnh phương hướng hóa thành một đạo cầu vòng bay đi mất dạng nếu diệu âm môn phường thị từng được bố trí tại nơi này thì nó sẽ tuyệt đối không rời đi khỏi phụ cận hải vực hơn nữa trên những hòn đảo trên biển này cũng có thể có người là thành viên của nó hắn tin tưởng bằng thần thức cường đại của mình sẽ rất nhanh chóng tìm ra tu sĩ nhân loại không ngoài dự đoán, bay hơn nửa ngày lộ trình, tại một hòn đảo đã có tung tích của tu sĩ nhân loại. Hơn nữa lại không chỉ có một người, đứng ở trên cao, Hàn Lập nhìn thấy vài tu sĩ nam nữ đang vây công một yêu thú cấp 4. Trong đó còn có hai người có chút quen thuộc, Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lại cười rộ lên. Hàn Lập dùng Hoán Hình Quyết, tùy tâm mà biến dạng khuôn mặt thành một vị trung niên đen đúa, không chút nóng vội phóng ra hai đạo kiếm khí màu xanh, hào quang mang chợt lóe xuyên thủng đầu của hai con yêu thú cấp 4, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hắn vừa ra tay cũng làm cho tu sĩ bên dưới vô cùng kinh hoàng, lập tức phát hiện ra thân ảnh Hàn Lập bên trên, lập tức gây ra một trận sao động, đều biết rằng đó là cao nhân đã ngoài kết đan kỳ. Mấy người bên dưới thương lượng một chút rồi một vị đại hán cầm y bay về phía Hàn Lập. Tham kiến tiền bối, đa tạ người ra tay tương trợ không biết có phải bọn vãn bối đã quấy dày công việc của người tại nơi này không đại hán cẩm y thái độ mặc dù vô cùng cũng kính nhưng trên khuôn mặt lại không che giấu nổi sự sợ hãi không biết vị tu sĩ kết đan kỳ này có dụng ý gì nhìn đại hán họ dịch người đã từng cùng truyền tống tới với mình này hàn lập chưa vội trả lời mà hai mắt nhíu lại đưa ánh mắt nhìn xuống những người tập trung ở bên dưới có vị tu sĩ hứa vân mặt sẹo nhưng những người cùng truyền tống lúc đầu là lưu phu nhân và một tu sĩ khác lại không thấy đâu về phần đại hán cẩm y cùng hứa vân nhiều năm như thế mà vẫn còn ở chút cơ hậu kỳ, xem ra tám chín phần là kết đan thất bại. Biểu tình âm trầm không nói của Hàn Lập khiến cho tên đại hán có chút khẩn trương. Hắn trần trừ một chút, định lên tiếng nói cái gì đó nhưng Hàn Lập lại chậm rãi mở miệng. Ta muốn tìm diệu âm môn bí thị, các người có biết bao giờ nó diễn ra và diễn ra ở đâu không? Hàn Lập lạnh nhạt nhìn đại hán cẩm y hỏi. Nghe thế, tên đại hán mới buông lỏng, khuôn mặt cung kính đáp. Tiến bối, từ bây giờ cho tới khi diệu âm môn phường thị triển khai còn hơn một tháng. Địa điểm là tại hòn đảo ở hướng Tây, cách đây mấy ngày lộ trình. Tiền bối nếu muốn thì vãn bối có thể dẫn đường, người này quả thực vô cùng thức thời, cái này không cần, đưa hải đồ cho ta là được hàn lập giấu giếm giọng nói trong tiếng gió. Hắn không có tâm tình cùng đối phương ôn lại chuyện quá khứ. Người này cũng là mạng lớn, trải qua thú chiều vẫn có thể sống sót, nhưng những người còn lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng. Vâng, vãn bối lập tức đưa cho tiền bối bản đồ cùng vị trí của đảo trên mặt tên đại hán cẩm y có chút thất vọng. Hắn định trước mặt vị cao nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoại tinh hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ kết đan kỳ sau này sẽ có nhiều lợi ích. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Lập, tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối ngọc giản, chỉ ra vị trí của phường thị diệu âm môn, cung kính đưa cho Hàn Lập. Hàn lập cầm lấy, kiểm tra rồi gật đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vồng mà bay đi. Để lại tại đây vài tên tu sĩ cấp thấp, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Hiện tại, ngoài tu sĩ kết đan kỳ ra thì không một kẻ nào dám rời khỏi động phủ của chính mình mà đi quá xa. Nhưng Hàn Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng. Đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó, liệt phong thú kia rất có thể tìm tới tận cửa. Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm phạm phu nhân cùng vân thiên khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng truyền tống hay không nếu đối phương đòi giá quá cao thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào mấy ngày sau hắn đã tới được hòn đảo đó diện tích đảo không nhỏ bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau hắn bay quanh ngọn đầu tiên vài vòng theo địa đồ mà tìm thấy lối vào do so dự một chút hàn lập biến khuôn mặt trở về hình dạng lần trước sau đó trực tiếp dừng tại sườn núi đến bên một thân cây đại thụ lớn chừng vài trượng mới dừng bước. Mặt hắn không đổi xem xét cái cây có niên kỷ hơn nghìn năm này, khóe miệng không khỏi cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ba quả quang cầu màu trắng không khách khí đánh lên vỏ cây, băng, băng ba tiếng khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, lục quang chấp động, trên thân cây hiện ra một cái lỗ hồng. Bên trong bay ra một lão giả áo trắng trúc cơ hậu kỳ, đúng là người ngày trước từng thủ hộ tại thạch môn của phường thị. Lão giả liếc mắt liền nhận ra tu vi kết đan kỳ của hàn lập dù sao tới nơi này, tu sĩ kết đan kỳ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hình như cũng từng nghe nói, vị này có thể chế trụ hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ, không chừng có thể là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng nên. Bởi thế, sau khi nhìn thấy khuôn mặt hàn lập, lão giả lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thi lễ hỏi. Thì ra là tiền bối, vãn bối không biết, mong tiền bối thứ tội, lần này người đến có chuyện gì quan trọng, hiện tại cách thời điểm mở phường thì còn hơn một tháng, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem cả lão giả kính sợ nói xong trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu ta lần này không tham gia phường thị mà định đến gặp phạm môn chủ hoặc phân trưởng lão hàn lập liếc mắt đánh giá lão giả một chút đầu ngẩng lên ngạo nghễ nói muốn gặp môn chủ hoặc phân trưởng lão lão giả hơi trần trừ hỏi lại không được sao thanh âm của hàn lập bỗng phát lạnh thần sắc âm trầm đương nhiên không phải lão giả thấy tình cảnh này không khỏi dùng mình lập tức cười tươi nói trên trán mơ hồ toát mồ hôi lạnh nếu là người khác đương nhiên không thể nhưng tiền bối một mình đến đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lược, nên vãn bối cũng nên bẩm báo. Vừa hay phạm môn chủ cũng đang ở đây, xin mời tiền bối chờ một chút lão giả thành thật nói, quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi, ta không có khả năng chờ lâu đâu biết phạm phu nhân ở nơi này, hàn lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hỏa hoãn nói. Vâng, vãn bối sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho môn chủ, một lát là được lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp, nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể chừng mắt nhìn mà thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu chết mà ngăn cản. Vì vậy lão giả áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù, hướng trong động bay đi. Vân trưởng lão hiện ở nơi nào, vì sao lại không ở cùng với môn chủ của các người Hàn lập nhìn theo đạo truyền âm phù, thần sắc lạnh nhà thuận miệng hỏi. Cái này, vân trưởng lão ở nơi nào, vãn bối không biết sự tình của phường thị gần đây đều là do môn chủ tự tay gánh vác lão giả mặt lộ vẻ khó xử, chủ trừ thì thảo nói. Thấy đối phương như thế, Hàn Lập làm sao không biết đối phương có ý trốn tránh, cười lạnh vài tiếng cũng không có ép hỏi. Điều này khiến cho lão giả thở phào một hơi, một lát sau, lão giả nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua, rồi cung kính nói với Hàn Lập. Lệ tiền bối, môn chủ mời người vào, vãn bối xin dẫn đường, đi trước đi Hàn Lập bình thản nói. Thế giới bên dưới cây đại thụ cũng giống so với lúc trước, phân ra hai tầng khác nhau, là một thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoại trừ hơn 10 tu sĩ diệu âm môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác. Lão giả dẫn theo hàn lập nhanh chóng đi tới một gian thạch bích, bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người đứng gác. Tham kiến lệ tiền bối, môn chủ đang ở bên trong chờ người hai nữ tu thi lễ với hàn lập, bộ dạng vô cùng kiều mịt.